Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 28. Chết 2. Dứt lời, Nguyên Đồng cất xong quyển trục, sau đó ánh mắt nhìn về phương xa xa, trong mắt có hàn quang xuất hiện, nói. Cổ chiến trường, Tiềm Long bảng, ha ha, đều là thú săn. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động và biến mất tại chỗ. Khoảng chừng qua nửa tiếng sau, Dương Diệp và Mộ Dung Yêu và hơn 10 huyền giả Nam vực xuất hiện tại địa phương Nguyên Đồng tử vong, nhìn đáy hố sâu kia, sắc mặt mọi người ngưng trọng không gì sánh bằng. Một lát, Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn đã chết. Nói xong, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia phức tạp, hắn đã từng muốn giết Nguyên Đồng, thế nhưng sự thực biến đổi thất thường, từ đó hắn đã hợp tác với đối phương, hiện tại nhìn thấy đối phương bị giết, đương nhiên hắn không có khổ sở, chỉ có cảm khái mà thôi, cảm khái với sinh mệnh. Sự thực vô thường, có lẽ một khắc trước còn đang vui vẻ, thế nhưng sau một khắc đã thần hồn câu diệt. Có thể rất nhiều cường giả bắt đầu đều dẫy dụ ác ẩu sinh, bọn họ sở dĩ cố gắng như vậy, khắc khổ như vậy, không phải vì vinh hoa phú quý, quyền khuynh thiên hạ, có khả năng chỉ vì sống sót. Đúng vậy, sống, nhìn như yêu cầu này rất đơn giản nhưng cũng rất khó làm được. Là ai giết hắn? Mộ Dung Yêu trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, chậm rãi đi tới trước hố sâu, hắn vươn tay sờ vào biên giới cái hốc, sau đó Dương Diệp cau mày. Hắn mở bàn tay ra nhìn một tia thiểm điện màu tím, nó nhanh chóng lan ra trong tay hắn. Nhìn thấy thiểm điện màu tím này, Dương Diệp cau mày, tâm niệm vừa động, một luồng huyền khí màu tím nhanh chóng bao vây nó lại. Đây là cái gì? Lúc này, Mộ Dung Yêu đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhìn thiểm điện màu tím trong lòng bàn tay Dương Diệp, nàng không nhịn được lên tiếng hỏi. Bàn tay chợt nắm chặt, thiểm điện nhanh chóng biến mất, Dương Diệp trầm giọng nói. Người giết hắn có thực lực rất mạnh, thiểm điện này chỉ có một tia nhưng tụ mà không tan. Nói đến đây, Dương Diệp không có nói thêm nữa, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Hắn đã đoán được thiểm điện là gì, thiểm điện này cùng loại với U Minh Quỷ Hỏa, cũng thuộc về thiên địa linh vật. Hơn nữa từ hiện trường, uy lực của thiên địa linh vật này khẳng định không yếu hơn U Minh Quỷ Hỏa, thậm chí còn mạnh hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, cổ chiến trường này đúng là ngọa hổ tàng long. Đúng là không thể xem thường ai cả, cho dù là hắn bây giờ có được hai loại thiên địa linh vật. Đúng lúc này, có hơn 20 xuất hiện ở đằng xa, một nam tử mặc trường bào màu trắng nhìn Dương Diệp, sau đó hắn tức giận nói. Dương Diệp, sư huynh Nguyên Đồng của ta có phải bị ngươi giết hay không? Dương Diệp cau mày, nhìn về phía Mộ Dung Yêu, nàng nói. Đây là nguyên môn nguyên niệm, Nguyên Đồng là sư huynh của hắn, những người phía sau hắn đều là đệ tử nguyên môn. Nói xong, Mộ Dung Yêu nhìn về phía Nguyên Niệm, nói. Nguyên Niệm, ta có thể làm chứng, Nguyên Đồng không phải Dương Diệp giết chết. Ngươi làm chứng. Nguyên Niệm tức giận, hắn giận quá hóa cười, nói. Mộ Dung Yêu, ngươi dựa vào cái gì mà làm chứng? Ngươi và Dương Diệp đã từng là đồng môn, ngươi có tư cách gì tới làm chứng? Hừ, nói không chừng, ngươi cũng tham dự vào việc giết sư huynh ta đấy. Trong mắt Mộ Dung Yêu sinh ra một tia tức giận, nói. Nguyên Niệm, người không tin ta, nhưng người phải tin sư huynh đệ sau lưng ngươi chứ. Lúc trước Dương Diệp vẫn đi cùng với chúng ta, hắn làm sao có thời giờ tới giết Nguyên Đông. Quả thực, Nguyên Niệm sư huynh, lúc trước Dương Diệp vẫn đi cùng chúng ta, hắn làm sao có thể giết hại Nguyên Đồng sư huynh chứ. Đúng thế, sát hại Nguyên Đồng sư huynh là người khác, Nguyên Niệm sư huynh, ngươi nên điều tra rồi nói. Không thì báo thù sai, Nguyên Đồng sư huynh sẽ chết không nhắm mắt. Nghe được Mộ Dung Yêu và những người sau lưng lên tiếng, sắc mặt của Nguyên Niệm biến thành khó coi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới lại có người nói giúp Dương Diệp được hoan nghênh như vậy từ khi nào. Hơn nữa những người này không có ý tứ báo thù cho Nguyên Đồng. Mọi người nơi này đều không có suy nghĩ báo thù vì Nguyên Đồng, đùa giỡn, người có thể giết Nguyên Đồng có thể yếu hay sao? Bọn họ đánh không lại Nguyên Đồng. Đi tìm người có thể giết Nguyên Đồng để báo thù, bọn họ cũng không ngốc. Bọn họ và Nguyên Đồng chỉ là liên minh, mọi người không phải đồng môn, cũng không phải thân nhân, đương nhiên bọn họ sẽ không đi báo thù vì Nguyên Đồng. Người là ích kỷ, đây là một tật xấu, nhưng thử hỏi, trên đời này ai không ích kỷ chứ? Dương Diệp lắc đầu, hắn không dây dưa cái chết của Nguyên Đồng với Nguyên Niệm, hắn xoay người nhìn mấy người phía sau, nói. Chúng ta đi thôi. Ta đưa các ngươi ra khỏi phạm vi cổ chiến trường. Đối với hắn mà nói,
chuyện của mẫu thân mới là quan trọng nhất. Mấy người kia gật đầu, hiện tại Nguyên Đồng đã chết, toàn bộ Huyền Giả Nam vực đã không có người dẫn đầu, thực lực Dương Diệp cường hãn, hắn lại có uy vọng trong cổ chiến trường, bọn họ tự nhiên không dám xảy ra mâu thuẫn với Dương Diệp, bằng không bọn họ sẽ tự tìm đường chết. Thời điểm đám người Dương Diệp xoay người rời đi, Nguyên Niệm và 20 người sau lưng lao tới chặn đường của Dương Diệp, Nguyên Niệm nói. Dương Diệp, ngươi không thể đi, chuyện sư huynh của ta còn chưa. Vào lúc Nguyên Niệm nói chuyện đã không có chú ý tới, khi hắn nói chuyện, Mộ Dung Yêu đã nhìn sang Dương Diệp bên cạnh, trong mắt còn mang theo một tia thương hại. Dương Diệp xoay người nhìn Nguyên Niệm, nói. Nói lại lần nữa xem. Nguyên Niệm dùng mình, hiện tại hắn mới hiểu được tình cảnh hiện tại của mình, nơi này không phải là Nam Vực, nơi này chính là cổ chiến trường, thể lực của Nguyên Môn không có tác dụng tại đây. Với thực lực của Dương Diệp, muốn giết hắn là chuyện quá dễ dàng. Nghĩ vậy, đột nhiên cảm giác khủng hoảng bao phủ tâm thần của hắn. Nhìn thoáng qua Nguyên Niệm không dám nói chuyện, Dương Diệp xoay người mang theo mọi người chậm rãi rời đi. Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, cảm giác khủng hoảng trong lòng Nguyên Niệm biến thành tức giận, hắn đường đường là đệ tử chân truyền của Nguyên Môn, hắn lại bị một tán tu không có tông môn dọa sợ. Nghĩ vậy, nhìn bóng lưng Dương Diệp, trong mắt Nguyên Niệm sinh ra hàn quang, nhưng hắn không dám động thủ, hắn chỉ lẩm bẩm. Hừ, chờ, lúc quay về Nam Vực, xem Nguyên Môn ta giết người thế. Nào, ngay vào lúc này, dường như Dương Diệp nghe được tiếng nói của hắn, đột nhiên hắn dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Nguyên. Niệm, vào lúc mọi người ở đây không giải thích được, Dương Diệp cũng nói. Ta suýt nữa đã làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Dứt lời, cổ tay của Dương Diệp khẽ nhúc nhích, ngay sau đó có một đạo kiếm quang màu tím xuất hiện. Suy. Thân thể của Nguyên Niệm cứng đờ tại chỗ, trong mắt còn lộ ra khủng hoảng và khó tin, ngay sau đó, tia sáng trong mắt hắn dần dần biến mất, vào lúc mọi người ở đây không giải thích được, một tia máu tươi chảy ra từ cổ của Nguyên Niệm, ngay sau đó đầu lâu bay lên cao, máu tươi bắn ra như suối. Mọi người kinh hãi. Dương Diệp phất tay thu nạp giới của Nguyên Niệm cho mình dùng, nhìn lướt qua nạp giới, sau đó lắc đầu, nói. Đúng là nghèo, đều là một đống rác rưởi. Năng lượng thạch không tới 1000, đệ tử Nguyên Môn đều nghèo như vậy sao? Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phương xa, cũng không 20 đệ tử Nguyên Môn còn lưu lại. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, trong mắt mọi người nơi này có kiêng kỵ, càng có sợ hãi. Chỉ là một mâu thuẫn nhỏ đã rút kiếm giết người, hơn nữa còn giết đệ tử Nguyên Môn, Dương Diệp làm việc không kiêng nể gì cả. Không thể đắc tội Dương Diệp, chí ít không thể đắc tội trong cổ vực thành. Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, trong đôi mắt Mộ Dung Yêu đẹp sinh ra một tia phức tạp, Dương Diệp tính cách quả quyết, tàn nhẫn, thiên phú kiếm đạo lại yêu nghiệt như thế, đây chính là thứ kiếm tông hiện nay cần nhất. Nhưng mà, tông môn lại vì lợi ích trước mắt mà ném thiên tài anh này ra ngoài cửa, đồng thời còn đắc tội hắn rất sâu. Với thiên phú cùng tính cách của Dương Diệp, nếu cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Tông môn không chỉ bỏ qua cường giả tương lai, còn ra sức đắc tội, rốt cuộc cao tầng tông môn nghĩ thế nào? Mộ Dung Yêu mê mang. Dưới một ngọn núi, Dương Diệp chỉ vào ngọn núi cao đó, sau đó nói với 300 huyền giả bên cạnh. Xuyên qua ngọn núi này là tới địa giới Nam Vực, ban đầu ta có thể trực tiếp dựa vào huyền thú phi hành mang theo các ngươi bay thẳng về Nam Vực, thế nhưng ta không có làm như vậy, các ngươi biết vì sao hay không? Mọi người lắc đầu. Dương Diệp tiếp tục nói. Bởi vì ta muốn chứng minh ta có thể mang theo các ngươi chống lại huyền giả ma minh yêu tam tộc, chứng minh có ta ở đây, các ngươi có thể sinh tồn rất tốt trong cổ vực thành, sau đó có thể tiến vào tiềm long tháp tu luyện. Đương nhiên, sở dĩ ta làm như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là các ngươi sau khi quay về Nam Vực, tận tâm tận lực giúp ta giải quyết việc của mẫu thân ta, ta có thể hứa hẹn, sau khi các ngươi trở về, nhất định sẽ mang các ngươi giết vào tiềm long tháp. Đương nhiên, nếu như lúc đó các ngươi một đi không quay lại, ta cũng không có biện pháp. Nhưng ta nghĩ các ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào tiềm long tháp tu luyện và tranh đoạt số mệnh. Dương Diệp, ngươi nói chuyện giữ lời. Lúc này, một gã huyền giả đứng dậy, trầm giọng nói. Dương Diệp nhận ra người này tên là Trương Ngọc, đối phương có cô chính là trưởng lão Bách Hoa Cung. Thấy đối phương hỏi, Dương Diệp gật đầu, nói. Tự nhiên. Nói chuyện giữ lời,
chỉ cần các ngươi làm được chuyện các ngươi cam kết, chờ các ngươi trở về, ta sẽ mang các ngươi giết vào Tiềm Long Tháp. Trương Ngọc hít sâu một hơi, nói. Ban đầu ta dự định quay về Nam Vực sẽ không quay lại cổ chiến trường, bởi vì ở nơi này, không biết một khắc sau có bị người ta giết hay không. Nhưng dựa theo lời người nói, ta cải biến chủ ý, Dương Diệp, thành thật mà nói, ta không muốn tiếp xúc với người, bởi vì người quá ác, sát khí quá nặng, đi theo bên cạnh ngươi, ta luôn có cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng, ta không thể không thừa nhận, theo ngươi giết những người Ma Minh yêu tam tộc đúng là thống khoái. Nếu như nói có ai giúp chúng ta không bị khi dễ trong cổ vực thành, hơn nữa có thể dẫn dắt chúng ta giết vào Tiềm Long Tháp, người này, trừ người ra không còn ai khác. Cho nên, ta quyết định sẽ theo người xông pha chiến trường. Ta cũng quyết định đi theo ngươi. Lúc này, một gã huyền giả khác cũng đứng dậy. Đúng, ta quyết định sẽ chơi lớn, nếu cứ quay về như vậy thì biệt khuất quá, theo Dương Diệp liều mạng với bọn chúng, cho dù chết, lão tử cũng muốn nhìn Tiềm Long Tháp. Ta quyết định tham gia việc này. Hợp lại. Nhìn mọi người, trong lòng Dương Diệp sinh ra cảm giác khác thường, hắn từ trước tới nay chưa từng có cảm giác như vậy, hắn cũng không biết đó là cảm giác gì. Lắc đầu, hắn xua tan cảm giác trong lòng, Dương Diệp nghiêm túc nói. Dương Diệp ta nói được thì làm được, chỉ cần các ngươi làm được chuyện cam kết với ta, ta sẽ dẫn các ngươi giết vào Tiềm Long Tháp. Giết vào Tiềm Long Tháp, khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, gần 100 tên thanh niên ma tộc và hơn 50 tên cường giả minh tộc xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp, cầm đầu là một gã huyền giả ma tộc, ánh mắt tên huyền giả ma nhìn lên người Dương Diệp, trong mắt hắn mang theo sát khí không che giấu. Nhìn thấy đám người ma tộc, một ít huyền giả bên phía Dương Diệp không kìm lòng được lui về phía sau vài bước, nếu như chỉ là số ít huyền giả ma tộc, bọn họ tự nhiên không hãi sợ, nhưng hiện tại có hơn 100 huyền giả ma tộc và huyền giả minh tộc. Tuy rằng nhân loại bên này nhân số khá nhiều, thế nhưng chất lượng lại kém người ta. Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh niên cầm đầu ma tộc nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, chính người đã giết người ma tộc chúng. Ta. Dương Diệp không trả lời tên thanh niên ma tộc này, mà là xoay người nhìn mọi người, sau đó tay hắn chỉ vào đám người ma tộc. Thế nào? Các ngươi sợ. Mọi người không nói. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Người, thực lực yếu không quan hệ, bởi vì ai cũng bắt đầu từ người yếu đến cường giả. Thế nhưng, tâm của chúng ta không thể yếu, bởi vì tâm yếu đi thì không thể gọi là người, mà gọi là phế vật. Các ngươi tu luyện võ đạo, lại không có dũng khí đánh một trận khi mặt đối địch nhân của mình, thử hỏi các ngươi làm sao hàng phục tâm của mình, làm sao đi tới võ đạo đỉnh phong. Nghe vậy, mọi người cảm thấy xấu hổ. Dương Diệp tiếp tục nói. Kỳ thực, bọn chúng không có mạnh như các ngươi tưởng tượng. Các ngươi cũng không nên nghĩ mình yếu, sở dĩ nhân loại bị bọn chúng tàn sát, nguyên nhân chính là vì các ngươi không đoàn kết, mà chúng nó đoàn kết các ngươi không dám chết trước sau đó sống, mà bọn chúng dám, liền giống bây giờ, đại đa số suy nghĩ của các ngươi không phải là tử chiến, mà là chạy trốn. Thế nào? Mọi người càng xấu hổ. Sắc mặt đám người ma tộc khó coi, Dương Diệp đang xem thường bọn họ. Nhưng mà Dương Diệp vẫn không nhìn bọn họ, cổ tay của hắn khẽ động, một thanh huyền kiếm địa giai xuất hiện trong tay hắn, trường kiếm chỉ xéo đám người ma tộc, sau đó nói. Hiện tại, các ngươi có dám cùng ta đi đánh một trận? Mộ Dung Yêu chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó một thanh huyền kiếm xuất hiện trên tay nàng. Mọi người còn lại chỉ im lặng một lúc, đột nhiên. Một gã huyền giả đứng dậy, nói. Dám, có cái gì không dám, cùng lắm thì chết thôi. Giết, giết sạch đám chó chết kia. Ta cũng dám, giết, trước đây sống quá uất ức, dựa vào cái gì huyền giả Nam Vực chúng ta lại bị khi dễ. Khốn kiếp, giết, cùng lắm thì chết thôi. Giết tình nguyện chết cũng không sống trong uất ức, giết bọn chúng. Chấm. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp nở nụ cười. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía đám người ma tộc, nói. Hiện tại, giữa chúng ta còn cần nói nhảm hay không? Nhìn thấy khí thế của 300 nhân loại, sắc mặt đám người ma tộc cùng minh tộc ngưng trọng, dĩ vãng, huyền giả nhân loại nhìn thấy bọn họ cơ bản đều là quay đầu bỏ chạy, cho dù dám động thủ có tới 9 thành đệ là đệ tử tông môn trung vực, hơn nữa nhân số tuyệt đối phải nhiều hơn bọn họ. Mà bây giờ, huyền giả Nam Vực yếu ớt cũng dám nói muốn giết bọn họ.
huyền giả nam vực đều ăn gan hùm mật gấu hay sao? Sắc mặt tên thanh niên ma tộc cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn vẫn không lựa chọn động thủ, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Dương Diệp chiến đấu dưới cổ vực thành. Dương Diệp chiến bất phân thắng bại với Ma Kha, nhưng khẳng định có thể chiến thắng hắn, hơn nữa, Dương Diệp còn có huyền thú thần bí, cộng thêm huyền thú thần bí kia, hắn căn bản không có chút hy vọng nào. Nếu như không chiến, hắn không có mặt mũi nhìn các huynh đệ ma tộc chết đi, còn có mặt mũi của ma tộc. Thời điểm hắn khổ sở, đột nhiên Dương Diệp lạnh lùng nói. Giết! Dứt lời, thân hình khẽ động, hắn lao nhanh về phía tên huyền giả ma. Tộc! Đối với những người ma tộc này cùng minh tộc, hắn không có hảo cảm gì, có thể giết, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Dù sao hắn cũng có ân oán với ma tộc và minh tộc, hắn nhớ kỹ lúc đầu ma tộc và minh tộc tới cổ vực thành đã đối đãi với hắn và tiểu gia hỏa thế nào. Hiện tại, phía sau có thêm giúp đỡ, vừa vặn có một đám ma tộc cùng minh tộc tới chịu chết, hắn có lý do gì mà không giết. Nghe được Dương Diệp nói, mấy trăm danh huyền giả phía sau hắn đều vận dụng Huy Yên Bảo, sau đó cả đám xông thẳng vào đám người ma tộc. Đại chiến bắt đầu. Nhìn thấy huyền giả nhân loại lại dám động thủ trước, người ma tộc cùng minh tộc đều nổi giận. Dĩ vãng huyền giả nhân loại nhìn thấy bọn họ giống như chuột nhìn thấy mèo, mà bây giờ, con kiến hôi không chỉ coi rẻ bọn họ, còn dám động thủ trước. Đàm biến hội này dám khiêu khích tôn nghiêm của ma tộc cùng minh tộc hay sao? Đám người ma tộc cùng minh tộc không chút do dự, tất cả đều vận dụng huyền bảo, sau đó lao thẳng vào đám người Dương Diệp. Giữa sân, Dương Diệp vùng vẫy huyền kiếm thật nhanh. Sát lục kiếm ý cùng huyền khí màu tím gia trì, kiếm trong tay Dương Diệp như biến. Thành lưỡi hái tử thần, mỗi một lần huy động đều mang theo sinh mệnh của huyền giả ma tộc. Huyền giả nhân loại nhìn thấy cường giả ma tộc bị Dương Diệp tàn sát, máu trong người bọn họ sôi trào. Lúc này, trong đầu bọn họ xuất hiện một ý niệm, thì ra ma tộc cùng minh tộc cũng không phải mạnh như vậy. Vừa nghĩ tới đây, đám huyền giả nhân loại có mặt ở đây hăng máu gà. Cả đám liều mạng xông về phía huyền giả ma tộc cùng minh tộc, sau đó các loại âm thanh do năng lượng nổ vang như sấm sét. Thực lực cá nhân của huyền giả nhân loại không bằng huyền giả ma tộc cùng minh tộc, nhưng huyền giả nhân loại có một ưu thế, đó là nhân số nhiều hơn gấp đôi ma minh nhị tộc, hơn nữa còn có Dương Diệp dẫn đầu. Dương Diệp có thể xuất chiêu miểu sát kẻ địch, mục tiêu của hắn là những huyền giả mạnh nhất trong ma tộc và minh tộc, những huyền giả nhân loại không thể đối kháng với những kẻ địch như vậy. Cho nên song phương giao chiến đến bây giờ, dưới sự chỉ dẫn của Dương Diệp, huyền giả nhân loại đã từ từ chiếm cứ thượng phong. Huyền giả nhân loại giống như muốn phát tiết oán khí tích tụ trong lòng, bọn họ càng giết càng hăng, càng giết càng hưng phấn, mà huyền giả ma tộc cùng minh tộc đều kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi. Bởi vì thực lực Dương Diệp thực sự quá mạnh mẽ. Không ai trong huyền giả ma tộc cùng minh tộc tại nơi này có thể ngăn cản Dương Diệp. Phàm là người HBI Dương Diệp nhìn chằm chằm đều phải chết không nghi ngờ. Tuy rằng như vậy, huyền giả ma tộc cùng minh tộc tại nơi này không chạy trốn, bằng không đồng bạn của bọn họ sẽ chết càng nhiều. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Giữa sân, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Huyền giả nhân loại từ 300 người còn lại chưa tới 100 người, huyền giả ma tộc cùng minh tộc chỉ còn lại một tên ma tộc. Hơn nữa tên ma tộc này đã không còn hai tay. Tuy rằng như vậy, trên mặt tên huyền giả ma tộc này không có chút sợ hãi, đồng thời hắn không tỏ ra yếu kém nhìn đám huyền giả nhân loại. Thế nào, các ngươi là muốn ta cầu xin tha thứ sao? Tên huyền giả ma tộc kia lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Muốn cho ta cầu xin đám kiến hôi các ngươi tha thứ? Hả? Đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu tím đã xuất hiện, sau đó tên ma tộc này không còn nói được nữa. Sau khi thu nạp giới vào trong tay, Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể của huyền giả ma tộc cùng minh tộc chung quanh. Không thể không nói, tuy rằng hắn và với những người này là địch nhân, thế nhưng những huyền giả ma tộc này cùng minh tộc kia có cốt khí đáng tôn kính. Tuy rằng hắn nghĩ loại cốt khí này vô cùng ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn tôn kính những huyền giả ma tộc này cùng minh tộc. Bởi vì cho dù đến thời khắc cuối cùng nhất, những người này chưa từng lựa chọn đầu hàng hay vứt bỏ tộc nhân của mình để chạy trốn cầu sinh. Nhưng địch nhân cuối cùng vẫn là địch nhân. Tuy rằng tôn kính nhưng hắn vẫn giết không tha. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Quét tước chiến lợi phẩm đi. Nghe vậy, đám người phía sau Dương Diệp đều hoan hô, quét tước chiến lợi phẩm. Đây chính là đặc quyền của ma minh yêu tam tộc. Hiện tại,
Huyền giả Nam vực bọn họ cũng có thể quét tước chiến lợi phẩm, hơn nữa còn là quét tước ma tộc cùng minh tộc. Trở về đến cổ vực thành, xem huyền giả các vực khác còn dám kiêu ngạo trước bọn họ hay không. Sau một lúc lâu, chiến lợi phẩm được liệt kê ra. Khi thấy danh sách chiến lợi phẩm, cho dù là Dương Diệp cũng phải nheo mắt nhìn, trái tim không ngừng đập mạnh. Năng lượng thạch, 23 vạn, 2 kiện huyền bảo thiên cấp hạ phẩm, 36 món huyền bảo địa cấp thượng phẩm, 71 huyền bảo địa cấp trung phẩm, 132 món huyền bảo địa cấp hạ phẩm, huyền giai vô số kể. Ngoại trừ huyền bảo ra, còn có một chút công pháp và huyền kỹ địa giai, thật đáng tiếc, không có kiếm kỹ. Còn có một chút thiên tài địa bảo, Dương Diệp tính một cách đơn giản, những thiên tài địa bảo này gộp lại bán cũng được 20 vạn năng lượng thạch. Sắp đạt tới 40 vạn năng lượng thạch, Dương Diệp cảm giác trái tim của mình đang đập nhè nhồ. Một lát sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn áp chế tâm tình kích động. Sau đó nhìn về phía mọi người, nói. Mấy thứ này, huyền bảo thiên cấp hạ phẩm cùng huyền bảo địa cấp thượng phẩm thuộc về ta, tất cả đồ vật còn lại thuộc về các ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, ta sẽ bồi thường 10 tấm thuật phù thượng phẩm cao cấp và 20 tấm ngũ hành phù lục thượng phẩm, làm sao? Sau khi im lặng, lúc này, Mộ Dung Yêu nói. Ta không ý kiến, không có người đánh chết tinh ảnh trong huyền giả ma tộc cùng minh tộc, chúng ta căn bản không thể chiến thắng những huyền giả ma tộc và minh tộc kia. Cho nên, cho dù ngươi muốn càng nhiều, ta cũng không có ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Lúc này, một gã huyền giả Nam vực đi ra, nói. Đồ còn dư lại và phù lục Dương Diệp ngươi cho có thể mang đi cổ vực thành bán. Có lẽ ít nhất cũng được 10 vạn năng lượng thạch, cộng 23 vạn năng lượng thạch, 100 người chúng ta cũng được 5.000 năng lượng thạch, 5.000 năng lượng thạch, đây đối với chúng ta hiện tại mà nói chính là một khoản tiền lớn. Ta cũng không ý kiến. Lại có một huyền giả đứng dậy, nói. Chúng ta làm công một tháng tại cổ vực thành chỉ kiếm được 100 viên năng lượng thạch, đi ra ngoài lịch lãm, vận khí tốt tối đa cũng chỉ tìm được vài trăm viên, vận may không tốt, ha ha. Vận may không tốt không còn mạng. Hiện tại có 5.000 năng lượng thạch, chúng ta có thể an tâm tu luyện trong cổ vực thành, sau đó chờ đợi tiềm long tháp mở ra. Cho nên, ta không có ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Ta cũng không. Mọi người ở nơi này đều lên tiếng. Dương Diệp gật đầu, hắn mang theo huyền bảo thiên cấp và địa cấp đi, sau đó lấy ra 10 tâm thuật phù cùng 20 tâm ngũ hành phụ lục và đồ vật còn lại giao cho mọi người. Tuy rằng vài thứ kia cũng là khoản tài phú không nhỏ, thế nhưng hắn chung quy không có chọn độc chiếm, tuy rằng hắn có năng lực này, thế nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức làm như vậy. Vẫn câu nói kia, nếu như có thể, nhiều hơn một bằng hữu còn tốt hơn nhiều hơn một địch nhân. Tuy rằng thực lực của những huyền giả trước mặt hơi thấp một chút, thế nhưng trong đó đại đa số đều có hậu đài, mà hậu đài của bọn họ có thể trợ giúp hắn vào tương lai. Cho nên... Dương Diệp tuyển chọn hy sinh lợi ích trước mắt đổi lấy hảo cảm của bọn họ. Sau khi phân xong đồ vật, hơn 10 huyền giả đi tới trước mặt Dương Diệp, tên huyền giả cầm đầu nói. Sau khi chúng ta trở lại Nam Vực, nhất định sẽ dùng toàn lực thuyết phục gia tộc, khi đó gia tộc sẽ vận dụng lực lượng trợ giúp mẫu thân của ngươi, khả năng cứu mẫu thân ngươi ra ngoài là không lớn, thế nhưng giúp mẫu thân của ngươi sống tốt hơn thì không thành vấn đề. Đa tạ. Dương Diệp nghiêm túc nói. Tên huyền giả kia cười cười, nói. Cảm tạ cái gì, chờ chúng ta quay lại cổ vực thành, hy vọng có thể tiếp tục theo ngươi lăn lộn, đến lúc đó, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ thực lực chúng ta thấp. Dương Diệp cũng cười cười, nói. Ta nói chuyện giữ lời, chờ sau khi các ngươi quay về, ta sẽ mang các ngươi giết vào tiềm long tháp. Tốt, mười mấy người này cười nói, sau đó bọn họ lập tức bay nhanh về hướng Nam Vực. Nhìn thấy mười mấy người biến mất trong tầm mắt. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn các huyền giả Nam vực còn sót lại, nói. Các ngươi về cổ vực thành trước đi, đoạn thời gian gần đây, các ngươi nên ẩn nấp trong cổ vực thành, tận lực không ra khỏi thành, các ngươi nên biết, ma tộc và minh tộc nhất định sẽ báo thù. Đối với ma tộc cùng minh tộc, Dương Diệp cũng bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không có biện pháp dùng thực lực một người đối kháng hai tộc này, cho dù cộng thêm những người bên cạnh cũng không được. Trừ phi tất cả huyền giả nhân loại đoàn kết với nhau, nhưng đây là việc không thể nào. Hắn dẫn dắt những người này tru diệt huyền giả ma tộc này cùng minh tộc, với tính cách của Ma Kha và Hồn U, nhất định sẽ điên cuồng trả thù hắn. Hắn lẻ loi một mình tự nhiên không sợ,
thế nhưng nếu như bên cạnh còn có những huyền giả nhân loại này, khẳng định là không được. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể bảo những huyền giả này trốn trong cổ vực thành, chờ tiềm long bảng mở ra thì mọi người cùng xuất hiện. Tuy rằng như vậy hơi biệt khuất, thế nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Nghe được Dương Diệp nói thế, nụ cười trên mặt của mọi người dần dần biến mất, lúc trước bị chiến lợi phẩm làm mê muội đầu óc, bọn họ quên mất mình lúc này đã đắc tội ma tộc cùng minh tộc. Với thực lực khủng bố của ma kha cùng hồn u, nghĩ vậy, sắc mặt mọi người nơi này dần thay đổi. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp cau mày, sau đó nói. Không cần sợ hãi ma tộc cùng minh tộc, chỉ cần các ngươi quay về cổ vực thành, bọn họ không có biện pháp với các ngươi. Về phần sau này, chờ chuyện của ta xong xuôi, ta sẽ đi vào cổ vực thành liên lạc với các ngươi, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đánh vào mặt người của ma tộc cùng minh tộc. Tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đánh một trận với đám hỗn đản ma tộc cùng minh tộc kia, Dương Diệp, chúng ta chờ người tại cổ vực thành. Chờ người tại cổ vực thành. Sau khi cách biệt, mọi người xoay người đi về hướng cổ vực thành, nơi này chỉ còn lại Mộ Dung Yêu cùng Dương Diệp. Có việc. Dương Diệp vẫn nói. Mộ Dung Yêu gật đầu, sau đó nói. Dương Diệp, không nghĩ tới không gặp một thời gian ngắn, thực lực của ngươi đã mạnh tới mức này. Ngay cả huyền giả ma tộc cùng minh tộc cũng kiêng kỵ ngươi. Dương Diệp cười cười, nói. Ngươi lưu lại, không phải chỉ để nói câu này chứ. Mộ Dung Yêu trầm ngâm, sau đó mới nói. Dương Diệp, ngươi đã từng là đệ tử kiếm tông, ngươi, ta nói ngươi có khả năng lại về kiếm tông hay không? Về kiếm tông. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười cười, nói. Cuộc đời này tuyệt đối không có khả năng. Song tu rất thoải mái, thế nhưng song tu lại rất mệt, nhưng Dương Diệp xem như tìm vui trong khổ sở. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, dường như hắn mê luyến tư vị của công pháp tiêu hồn thực cốt này. Nhưng sau mỗi lần song tu, hắn cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó. Ngay từ đầu hắn không giải thích được, nhưng khi có tóc rơi xuống vai hắn, hắn liền hiểu, hắn mất đi thọ mệnh. Bởi vì trên mái tóc của hắn đã xuất hiện tóc bạc. Đây là cái giá phải trả khi nghịch thiên sao? Dương Diệp khẽ cười cười, sai đó hắn nhìn vào Hiểu Vũ Tịch đang ngủ say trong ngực. Nhìn người ngọc trong lòng của mình, trong mắt Dương Diệp tràn đầy yêu thương. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Hiểu Vũ Tịch một cái, nói. Mặc kệ nỗ lực trả giá bao lớn, cho dù có mất đi sinh mệnh, ta cũng sẽ cứu nàng tỉnh lại. Ai như ngăn trở ta sẽ giết ai, trời ngăn trở ta sẽ giết trời. Ưa thích Hiểu Vũ Tịch là bởi vì cảm ơn sao? Dương Diệp không biết, hắn chỉ biết, mặc kệ phải trả giá bao nhiêu, hắn nhất định phải cứu tỉnh nữ tử trong lòng mình. Dương Diệp không chú ý tới, vào thời khắc hắn nói câu đó, lông mi của Hiểu Vũ Tịch trong ngực hắn hơi run lên, hơn trên gương mặt còn mang theo một tia ửng đỏ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngự kiếm bay về cổ vực thành, sau khi mua sắm lượng lớn tài liệu chế tác phù lục trong cổ vực thành. Hắn tìm một khách sạn và tiến vào đó chế tác phù lục. Hiện tại, hắn cần rất nhiều năng lượng thạch, bởi vì chỉ có năng lượng thạch mới có thể giúp hắn không có kiêng kỵ tu hành kiếm kỹ, chỉ năng lượng thạch mới có thể giúp hắn mua được tài liệu tu luyện ma thần thể, cũng chỉ có năng lượng thạch mới có khả năng cung cấp nuôi dưỡng vòng xoáy nhỏ trong đan điền. Nói tóm lại một câu, hắn hiện tại cần rất nhiều năng lượng thạch. Cũng may hắn là một gã phù văn sư, hơn nữa còn là một tên địa phù sư. Chỉ cần có tài liệu, hắn có thể chế tạo ra rất nhiều thuật phù thượng phẩm, những thứ này đều là năng lượng thạch. Đã lâu không chế tạo phù lục cho nên Dương Diệp cũng không có tuyển chọn chế tác thuật phù ngay, mà là chế tạo ngũ hành phù lục đơn giản. Vận dụng ngòi bút, vẽ. Cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua, mỗi một khắc, Dương Diệp lại thu bút, một tấm phù lục cường đại xuất hiện. Sau khi Dương Diệp nhìn thấy phẩm cấp của phù lục thì giật mình, vì sao? Bởi vì phù lục không phải thượng phẩm, mà là cực phẩm. Ngũ hành phù cực phẩm, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, cực phẩm cùng thượng phẩm chỉ chênh lệch một ít nhưng uy lực không thể so sánh với nhau. Uy lực và hiệu quả của phù lục cực phẩm còn mạnh hơn thượng phẩm mấy lần. Đương nhiên, giá cả cũng tăng cao gấp mấy lần. Vì sao biến thành cực phẩm? Chẳng lẽ kỹ thuật chế tác phù lục của mình tăng cao? Rất nhanh, Dương Diệp hủy bỏ ý nghĩ này, bởi vì... Mấy tháng qua hắn không tu hành phù lục, chưa từng luyện tập qua, hắn tiến bộ thế nào? Nếu như không phải như thế, như vậy nguyên nhân là gì đây? Nhìn phù lục trong tay một lúc lâu, đột nhiên, Dương Diệp cau mày,
ánh nhìn vào sợi tơ màu tím nhỏ bên cạnh, hắn lại im lặng một lúc, sau đó nói. Là bởi vì huyền khí biến hóa sao? Trầm ngâm một lúc, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, một tấm phù lục lại xuất hiện trên bàn đá. Sau nửa canh giờ, một tấm thần hành phù xuất hiện. Giống như lần trước, tấm thần hành phù này là cực phẩm. Nhìn thần hành phù cực phẩm trong tay, Dương Diệp nở nụ cười, bởi vì hắn đã xác định, sở dĩ hiện tại chế tạo ra phù lục cực phẩm là vì có quan hệ tới huyền khí. Nói cách khác, từ nay về sau, Dương Diệp hắn luyện chế phù lục thuật phù đều là cực phẩm. Nghĩ vậy, Dương Diệp càng cười vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp điên cuồng chế tác phù lục, hắn cũng không quan tâm chuyện bên ngoài, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn như vậy, hắn vẫn chú ý tới chuyện của đám người Ma Kha và Hồn U. Nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, Dương Diệp tổng cộng chế tạo ra gần ngàn tấm ngũ hành phù lục cực phẩm. Hắn không có chọn chế tác thuật phù, bởi vì với kỹ thuật chế phù của hắn cũng chỉ có thể chế tạo ra thuật phù trung cấp, mà thuật phù trung cấp chỉ có tác dụng tại Nam Vực, cho nên cũng không phải loại có uy lực to lớn gì, cho dù là cực phẩm cũng không dùng được. Cho nên hắn tập trung vào chế tác ngũ hành phù cơ sở, bởi vì ngũ hành phù cơ sở vẫn có tác dụng rất lớn với các huyền giả phổ thông. Tin tưởng rất nhiều huyền giả còn nguyện ý dùng nhiều tiền để mua cơ sở phù cực phẩm. Thu hành ngũ hành phù cực phẩm vào trong nạp giới, Dương Diệp đứng dậy hít sâu một hơi, sau đó nói. Nghe được. Dứt lời, một bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị trong thành. Bóng đen cung kính thi lễ với Dương Diệp một cái, sau đó nói. Bẩm kiếm chủ, cổ vực thành ngoại trừ chấp pháp đội thế lực siêu nhiên do nhân ma minh yêu bốn tộc cộng đồng thành lập ra, còn có ba thế lực. Trong đó một phe chính là phủ thành chủ cổ vực thành, phủ thành chủ hơi thần bí, bởi vì cổ vực thành cho tới bây giờ không ai nhìn thấy thành chủ, đáng giá để nói chính là, có người nói, cho dù chấp pháp đội cũng phải kính phủ thành chủ ba phần. Thành chủ thần bí. Dương Diệp cau mày, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Hai thế lực khác là gì? Hai thế lực khác theo thứ tự là thành Nam An Gia cùng thành Bắc An Gia. Bóng đen nói. Hai nhà thế lực này rất khổng lồ, bởi vì bọn họ nắm giữ toàn bộ hành nghiệp của cổ vực thành. Đáng nói chính là, hai thế lực này vốn là một gia tộc, thời điểm bọn họ còn chưa phân ra, có thể nói, cho dù là chấp pháp đội cũng không mạnh bằng bọn họ, thật đáng tiếc, sau đó cái gia tộc này xảy ra bất hòa nên phân liệt thành hai gia tộc. Nhưng thực lực của bọn họ vẫn không thể khinh thường, không thì bọn họ cũng không thể tồn tại trong cổ vực thành nhiều năm như vậy, lại còn nắm giữ toàn bộ hành nghiệp trong cổ vực thành. Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói. Xem ra nước trong cổ vực thành thủy rất sâu. Ừ, người lúc trước nói bọn họ nắm giữ toàn bộ hành nghiệp của cổ vực thành, nói cách khác, bọn họ dầu nứt đố đổ vách. Chẳng lẽ kiếm chủ muốn đánh cướp bọn họ sao? Bóng đen cả kinh nói. Kiếm chủ trăm triệu lần không thể làm như thế, hai nhà này đúng là dầu nứt đố đổ vách, nhưng thực lực và nội tình cực kỳ kinh khủng, nói không chút khách khí. Bất cứ nhà nào trong bọn họ cũng tương đương một cái Nam Vực nguyên môn. Dương Diệp cười cười, nói. Chớ khẩn trương, yên tâm đi, ta sẽ không đi tìm đường chết. Ừ, được rồi, hai nhà này có đấu giá hộ hay không? Nghe vậy, bóng đen thở dài một hơi, sau đó nói. Đương nhiên là có, thành Bắc An Gia có một đấu giá hội tên là Tụ Bảo Các, bọn họ được xưng tụ tập tất cả bảo vật trên đại lục, đồng thời còn nói, chỉ cần người có tiền. Tới chỗ bọn họ không có thứ không mua được. Khẩu khí lớn như vậy. Dương Diệp nói. Bóng đen gật đầu, nói. Kỳ thực, bọn họ cũng không phải khẩu suất cuồng ngôn, bởi vì nội tình gia tộc của bọn họ thực sự rất kinh khủng. Lúc cổ vực thành xuất hiện, An gia của bọn họ đã xuất hiện, nội tình hơn một vạn năm, cho dù một ít gia tộc ẩn thế cũng không bằng bọn họ. Dương Diệp gật đầu, nói. Cũng được. Mặc kệ bọn họ là khẩu suất cuồng ngôn hay là thật có thực lực đó, dù sao với ta mà nói đều như nhau. Còn Thành Nam thì sao? Thành Nam cũng có một đấu giá hội, tên là Tụ Bảo Trai, bọn họ cũng có tuyên ngôn cuồng vọng như thế, đó chính là Tụ Thiên Hạ Bảo, Tụ Thiên Hạ Tài. Ừ, chúng ta đang ở trong khách sạn là sản nghiệp của Thành Nam. Phải không? Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói. Vậy thì đi đấu giá hội Thành Nam. Đúng rồi. Người cũng không cần theo, đi tu luyện đi, a hát, có việc ta sẽ gọi ngươi. Vâng. Bóng đen lập tức biến mất khỏi gian phòng. Dương Diệp đi ra khỏi phòng, sau đó hắn đi tới đấu giá hội, Tụ Bảo Trai, sau khi đi tới trước Tụ Bảo Trai,
cho dù Dương Diệp đã nhìn thấy các mặt xã hội cũng khiếp sợ. Xa hoa chân chính. Trước mặt hắn là một cung điện cực kỳ to lớn, đúng vậy, kiến trúc của tụ bảo trai thực sự dùng cung điện để hình dung. Bởi vì tài liệu kiến tạo cung điện chính là Dương Hoàng Thạch địa giai thượng phẩm, Dương Hoàng Thạch là bảo vật địa giai thượng phẩm, thông thường sinh trưởng trong trung tâm núi lửa, nó không chỉ cứng rắn, còn có một loại năng lực đặc thù, đó chính là tỏa ra nhiệt lượng, còn có lực miễn dịch với huyền kỹ hỏa hệ ở mức độ nhất định. Dương Hoàng Thạch cực kỳ trân quý, đặc biệt đối với huyền giả tu hành công pháp và huyền kỹ hỏa hệ, nhưng Dương Diệp cũng không nghĩ tới, tụ bảo trai lại dùng bảo vật hiếm có này thành tài liệu xây dựng. Dương Diệp cũng có xúc động muốn đi đánh cướp nơi này. Hít sâu một hơi, Dương Diệp áp chế ý niệm trong lòng, sau đó hắn đi vào cửa, thời điểm hắn muốn tiến vào cửa, hai nữ tử thanh tú đứng ở cửa đã ngăn cản hắn, hai nàng đánh giá Dương Diệp, thấy Dương Diệp ăn mặc thông thường, hai nàng cau mày, một nữ tử trong đó lạnh lùng nói. Nơi này là tụ bảo trai, người rảnh rỗi chờ xông vào, không thì giết chết bất luận tội. Nghe thấy giọng điệu của đối phương, Dương Diệp không hài lòng nhưng hắn không phát tác, chỉ nói. Đây không phải là đấu giá hội sao? Ta tới bán ít đồ. Bán đồ vật. Nữ tử bên trái xem thường, sau đó nói. Nhìn trang phục của ngươi, chắc hẳn là huyền giả nam vực. Các ngươi đi ra từ thâm sơn cùng cốc, có thứ gì mà bán đấu giá? Sợ rằng ngươi còn không biết, muốn bán đồ trong tụ bảo các thì phải giao 5.000 năng lượng thạch, ngươi có 5.000 năng lượng thạch sao? Thanh Tú, là một con quỷ nghèo, chớ nói nhiều với hắn, đuổi hắn đi. Hắn đứng ở nơi này còn ngại bẩn mắt của chúng ta. Một nữ tử khác khó chịu nói một câu. Nghe vậy, miệng kia góc mang trí nữ tử nhất thời căm tức nhìn Dương Diệp, nói. Nghe hay không, còn không đi mau. Hiện tại không đi, lát nữa ngươi đừng nghĩ đi được. Dương Diệp cũng không tức giận, hắn lãnh đạm nhìn hai nàng, sau đó nói. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai sai xử các ngươi chọc giận ta. Các ngươi nói cho ta biết. Ta đi tìm hắn, sau đó ta buông tha các ngươi, thế nào? Chọc giận người. Nữ tử bên phải cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi có tư cách gì khiến chúng ta chọc giận ngươi? Chỉ là huyền giả vương giả cảnh nho nhỏ mà thôi, ngươi cho rằng mình là tam kiệt của trung vực hay sao? Còn chọc giận người, đúng là tức cười. Đúng thế. Nữ tử còn lại cũng khinh thường nói. Ngươi quê mùa, ngươi đã không biết điều như thế. Hôm nay ta sẽ dạy người làm người, đi tới tụ bảo trai chúng ta, muốn đi vào bán đồ vật hoặc là thu mua đồ vật đều cần giấy mời đấy, hiểu chưa? Ngươi có thứ kia sao? Ngươi không có chứ gì? Còn nữa, dĩ vãng cho dù thiên tài yêu nghiệt tới tụ bảo trai cũng phải hầu hạ tỉ muội chúng ta cẩn thận. Ngươi đừng có kinh ngạc như thế, chúng ta cho người đi vào thì người được vào, chúng ta không cho thì người không được vào, huyền giả tới từ Nam vực đều là quỷ nghèo và ăn mày. Lần trước có huyền giả nam vực tới chỉ giao cho chúng ta 300 viên năng lượng thạch, 300 viên năng lượng thạch, ha ha, tỉ muội chúng ta là ăn mày hay sao? Dương Diệp xem như đã hiểu, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương bị người nào đó sai sứ chọc giận hắn, sau đó đào hầm chờ hắn nhảy vào. Hiện tại xem ra, thì ra căn bản không phải chuyện như vậy, sở dĩ người ta làm như vậy là vì hắn là huyền giả nam vực. Dĩ vãng nghe người ta nói địa vị của huyền giả nam vực tại cổ vực thành vô cùng thấp, khi đó hắn không có cảm giác gì, hiện tại, hắn cảm thấy rồi. Liếc nhìn hai nữ, Dương Diệp xoay người rời đi, hắn không có ý định tính toán với loại người này, đương nhiên, chủ yếu là vì hắn hiện tại cần năng lượng thạch, để thăng thực lực mới là chủ yếu, tính toán với hai hạ nhân như vậy chỉ tốn thời gian mà thôi. Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, nữ tử bên phải cười lạnh, nói. Huyền giả nam vực đều như thế, từng người đều nghèo và thực lực rác rưởi. Thậm chí làm người cũng không nói lý, lẽ nào bọn họ không có phụ mẫu nuôi hay sao? Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người nhìn nữ tử vừa nói chuyện, nữ tử thấy thế liền cười lạnh khiêu khích. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Tới đây, cô nãi nãi đứng ở nơi này, xem ngươi có dám đánh hay không? Dám đụng đến ta, có tin tụ bảo trai diệt toàn tộc của ngươi hay không? Biết không? Dương Diệp chậm rãi đi về phía nữ tử này, nói. Ngươi nhục mạ ta, ta tâm tình tốt sẽ coi ngươi là chó điên. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dính tới mẫu thân của ta, dính đến mẫu thân ta, đừng nói ngươi là chó điên, cho dù ngươi là chó chết thì ta cũng sẽ giết ngươi thêm một lần. Dứt lời, cổ tay của Dương Diệp hơi động,
một đạo kiếm quang màu tím lóe sáng, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt A Tú, nhìn thấy kiếm quang màu tím nhanh như sấm sét, sắc mặt A Tú tái nhợt, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Huyền Giả Nam Vực như con kiến hôi thật sự dám động thủ trong cổ vực thành, hơn nữa còn động thủ trước tụ bảo các, nàng càng không nghĩ tới, thực lực của đối phương lại kinh khủng như thế, nàng giàu gì cũng là một huyền giả vương giả cảnh thất phẩm, nhưng mà nàng lại không tiếp nổi một kiếm này. Vào lúc kiếm quang màu tím cách cổ của A Tú vài tấc, một đạo huyền khí không biết xuất hiện tại nơi nào, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan kiếm khí màu tím của Dương Diệp, ngay sau đó là tiếng kêu la thảm thiết, bởi cách A Tú gần quá, dự uy cũng đánh nát gương mặt của A Tú. A! À, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhìn gương mặt huyết nhục mơ hồ của A Tú, nữ tử bên cạnh ngây dại. Dương Diệp không quan tâm hai nàng này, bởi vì một nam tử trung niên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy tên nam tử trung niên kia, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó huyền khí trong người hắn khẽ động, một luồng hỏa diễm xuất hiện trên huyền kiếm của hắn. Hắn làm như vậy là bởi vì nam tử trước mặt là cường giả linh giả cảnh trở lên, bởi vì hắn không nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Lúc hai nữ tử nhìn thấy nam tử trung niên kia, gương mặt nữ tử huyết nhục mơ hồ biến thành dữ tợn, điên cuồng kêu lên. Quản gia, giết hắn, giết hắn! Giết hắn đi. Lúc này, kia một bên nữ tử cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng nói. Quản gia, người này xem thường tụ bảo các, công nhiên động thủ trước tụ bảo các, cũng biến A Tú thành như vậy, xin quản gia làm chủ cho A Tú. Câm miệng. Bỗng nhiên nam tử trung niên quát lớn. Nghe vậy, trong lòng hai nàng cả kinh, trong mắt không giải thích được, nữ tử kêu là A Tú còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của nam tử trung niên thì nàng câm miệng. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn hai nàng, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương công tử, hai nô tài không hiểu chuyện nên đắc tội Dương công tử, mong rằng Dương công tử bao dung. Ngươi nhận ra ta. Dương Diệp cau mày, nói. Đương nhiên. Trung niên gật đầu, nói. Dương công tử ở tước cổ vực thành, một người độc chiến thiên tài ma minh yêu tam tộc. Tráng uy nhân tộc chúng ta, trước đó đã thông qua thiên môn, chuyện này có ai trong cổ vực thành không biết, có ai không hiểu. Hắn là Dương Diệp. Lúc này, A Tú và nữ tử khác kêu lên kinh hãi. Hai chữ, Dương Diệp, này rất nổi danh, nếu không, chỉ việc Dương Diệp xông qua thiên môn đã rất nổi danh. Phải biết rằng, huyền giả có thể thông qua thiên môn chỉ đếm được trong một bàn tay. Mà những người đó không ai không phải thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hơn nữa Dương Diệp đã từng giao thủ với cường giả ma tộc kinh khủng, không chỉ có như vậy, Dương Diệp còn là một tên kiếm tu, là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Cho nên, Dương Diệp rất có danh tiếng trong huyền giả nhân loại, hắn bình thường không lưu ý việc này, cũng không quan tâm việc này, cho nên nhìn thấy nam tử trung niên nói ra cái tên này thì hai nữ tử giật mình. Lúc này, trung niên kia đột nhiên nói. Dương công tử, phu nhân nhà ta cho mời. Phu nhân nhà ngươi. Trung niên gật đầu, nói. Cũng chính là chủ nhân của tụ bảo trai. Chuyện gì? Trung niên lắc đầu, nói. Tại hạ không rõ ràng lắm, nhưng phu nhân nói, nếu như Dương công tử đi, nàng có thể giúp Dương công tử một chuyện. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nhìn hai nữ tử kia, trong lòng hai nàng phát lạnh, hai nàng không nhịn được lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, trung niên kia nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói. A Tú. A Liên, từ giờ trở đi, các ngươi không phải là người của tụ bảo trai nữa, đồng thời không được xuất hiện trong cổ vực thành, là sống hay là chết phải xem tạo hóa của các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt hai nàng trắng bệch, không được xuất hiện trong cổ vực thành, không còn là người của tụ bảo trai, có thể nói, quản gia đang đoạn tuyệt sinh lý của các nàng. Mặc kệ hai nữ, trung niên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương công tử có thỏa mãn? Không hài lòng. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi làm như thế, hai nàng nhất định sẽ oán hận ta, ta không thích giữ lại địch nhân, cho dù là địch nhân nhỏ yếu không có uy hiếp gì, nhưng ta không thích, ta ưa thích chém tận giết tuyệt, bóp chết bất cứ uy hiếp gì với mình. Xin lỗi. Trung niên nói. Dù sao hai nàng đã làm trong tụ bảo trai hơn 10 năm, giết các nàng gờ sẽ lạnh lòng những người khác. Hơn nữa hai nàng là nha hoàn của phu nhân, ta không làm chủ được. Dương Diệp nhìn trung niên cười khẽ một tiếng, sau đó nhún vai, nói. Đã như vậy,
chúng ta đi gặp phu nhân của ngươi đi. Trung niên nhìn Dương Diệp, sau đó gật đầu, mang theo Dương Diệp đi vào bên trong tụ bảo trai. Đợi Dương Diệp cùng trung niên rời đi, đột nhiên nữ tử tên là A Tú điên cuồng kêu lên. A Liên, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, ta sau này làm sao có thể gặp người chứ, làm sao gặp người bây giờ, A Liên, ta muốn giết hắn, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Đi, chúng ta đi An Gia Thành Bắc. A Liên trầm giọng nói. Đi An Gia Thành Bắc. A Tú thất thanh nói. A Liên, người điên rồi sao? Chúng ta làm như vậy, phu nhân sẽ giết chúng ta. Nàng hiện tại không phải muốn giết chúng ta sao? A Liên lạnh lùng nói. Vì một thiên tài, hoàn toàn không để ý chúng ta đã theo nàng vài chục năm, nếu nàng bất nhân, như vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. A Tú trầm ngâm một hồi, sau đó cắn răng, nói. Tốt, đi, chúng ta đi An Gia Thành Bắc. Gạch nối chấm. Trong một đại sảnh, Dương Diệp nhìn thấy phu nhân mà trung niên vừa nói, kỳ thực, nói là phu nhân là quá lời. Bởi vì nữ tử trước mặt không già, nếu như không phải đối phương búi tóc lên cao, mặc trang phục phụ nhân, nói nàng là thiếu nữ 20 tuổi cũng không quá đáng. Dương công tử mời ngồi. Nữ tử cung trang cười nói. Dương Diệp cũng không khách khí, sau đó ngồi đối diện nữ tử, sau đó nói. Phu nhân tới tìm ta, chắc là có việc gì. Không vội. Nữ tử cười cười, sau đó nhìn trung niên, nói. Liên Thành, A Tú A Liên theo ta đã bao nhiêu năm? Nội tâm trung niên rung động, nói. 29 năm. Nữ tử gật đầu, nói. Hai nha đầu kia theo ta 29 năm, ta không xem các nàng là người ngoài, nhưng mà, ta không nghĩ tới, chính bởi vì như vậy làm cho hai nàng được cưng chiều mà kiêu ngạo, biến thành người lòng tham không đáy. Nhớ tình bạn cũ, ta nhắm một mắt mở một mắt, ngay lúc trước, ta còn đang suy nghĩ, cho dù đắc tội Dương công tử thì ta cũng sẽ cho các nàng sống, chỉ đáng tiếc, hai người đã lựa chọn đi An Gia Thành Bắc. Đúng lúc này, một nam tử che mặt cầm hai đầu người đi vào đại sảnh, khi thấy đầu của hai người kia, Dương Diệp cau mày, bởi vì đây là đầu của hai nữ tử. Nữ tử phất phất tay, nam tử che mặt đi xuống, nói. Là người một nhà, đối ngoại phạm vào sai lầm lớn hơn nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm vì các nàng, bởi vì các nàng là người một nhà. Thế nhưng, khi các nàng lựa chọn làm địch nhân của ta, vậy xin lỗi. Nói xong, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, hé miệng cười, nói, Dương công tử, người cứ nói đi. Đây là hạ mã uy với mình sao? Dương Diệp chỉ cười rồi nói. Phu nhân nói rất đúng, trên thế giới này, khi bản thân chúng ta gặp nguy hiểm hay cần sự giúp đỡ từ ai đó, chỉ cần chúng ta có người thân ở bên cạnh thì bất luận là đúng hay sai, bất luận là sống hay chết thì người đó sẽ luôn đứng về phía chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Cho nên, ta và phu nhân rất giống nhau, khi giúp đỡ người thân của mình, ta không bao giờ cần lý do, bởi vì ngươi giúp Lý, nhưng, Lý chưa chắc sẽ giúp ngươi. Dù sao thì thế giới này cũng chỉ để ý xem ai là người mạnh hơn thôi. Nữ tử gật đầu nói. Lời của Dương công tử rất có lý, nếu Dương công tử đã nghĩ như thế thì cuộc trao đổi của chúng ta sẽ trở nên thuận lợi hơn nhiều đấy. Ta rất tò mò đấy. Dương Diệp nói. Nữ tử cười, sau đó ngón tay bắn ra, một cuộn sách xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu, nữ tử nói. Xem thử đi. Dương Diệp nghe xong cố nén nghi ngờ trong lòng, mở cuộn sách ra. Truy hồn kiếm quyết huyền kỹ thiên cấp trung phẩm, lấy cơ thể làm chất trung gian, dùng huyền khí để dẫn dắt năng lượng thiên địa hóa thành kiếm, kiếm phong tỏa linh hồn sẽ bất diệt thì kiếm không tan. Chú ý, bí phẩm này tiêu hao rất nhiều huyền khí, huyền giả dưới linh giả ngũ phẩm không thể tu luyện, một khi dẫn kiếm mà thiếu huyền khí, sẽ bị năng lượng của thiên địa phản phệ, hãy nhớ kỹ điều này. Dương Diệp đóng lại cuộn sách, hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, bình tĩnh nói. Phu nhân làm vậy là có ý gì? Tuy ngoài mặt Dương Diệp rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm kích động. Nếu chỉ là một quyển truy hồn kiếm quyết bình thường thì hắn đã không kích động đến mức này rồi. Lý do khiến hắn kích động thế này là vì công hiệu của quyển truy hồn kiếm quyết này. Nó có thể tập trung hồn phách của đối phương, hồn không bị diệt thì kiếm không tan. Nếu truy hồn kiếm quyết này lại cộng thêm U Minh Quỷ Hỏa, hoặc cửu U Hàn Phong thì... Dương Diệp nghĩ đến tia lửa của U Minh Quỷ Hỏa truy lùng kẻ địch của mình không chết không dừng thì hắn lại có ý định muốn cầm cuộn sách trong tay bỏ chạy.
Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp một cái nói. Dương công tử bình tĩnh hơn là ta tưởng đấy. Dương Diệp đặt cuộn sách lên bàn gỗ trước mặt nữ tử, sau đó nói. Phu nhân, nói thật, quyển kiếm quyết này có thể trợ giúp rất nhiều cho ta, nhưng ta biết, trong thiên hạ chẳng có gì là miễn phí cả. Vừa mới gặp mặt mà phu nhân đã đưa cho ta một quyển huyền kỹ quý thế này, phu nhân có thể nói ra nguyên nhân trước được không? Nói chuyện với người thông minh bao giờ cũng bớt được rất nhiều việc. Nữ tử cười nói. Không giấu gì công tử, Dương công tử cũng thấy đấy, An gia ở thành Nam có sự nghiệp lớn như vậy, một nữ nhân nhỏ bé như ta làm sao có thể quản hết được chứ? Vậy nên, ta rất hy vọng Dương công tử có thể đến An gia sinh sống. Ý phu nhân là ở rể sao? Dương Diệp sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu nói. Phu nhân, ta cũng không giấu gì phu nhân quả thật rất đẹp, nhưng đáng tiếc là trong lòng ta đã có người khác rồi, nên tuyệt đối không thể ở rể được. Phu nhân này nói đùa chắc, ở rể sao? Thế chẳng khác gì kẻ ăn bám, dù cho Dương Diệp hắn có thích quyển truy hồn kiếm quyết này cỡ nào chăng nữa hắn cũng sẽ không làm như vậy. Gã trung niên đứng bên cạnh nghe xong lời Dương Diệp nói, khóe miệng khẽ giật. Ở rể cái gì chứ? Hai má của nữ tử thoáng ửng đỏ, giận dữ trừng mắt nhìn Dương Diệp nói. Ý ta là hy vọng Dương công tử đây có thể gia nhập vào một ám tổ của An gia. Không phải ở rể sao? Dương Diệp cảm thấy hơi xấu hổ, hóa ra hắn đã hiểu nhầm ý của phu nhân đây, may là da mặt hắn cũng dày, nên chỉ mỉm cười rồi nghiêm mặt nói. Ám tổ, ý phu nhân là làm hộ vệ sao? Nữ tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, khi cảm thấy Dương Diệp không giống như có ý đùa giỡn mình, sắc mặt nàng mới trở lại bình thường, nói. Không phải làm hộ vệ, ám tổ là một tổ chức do An gia lập ra, nó cũng giống với hộ vệ. Nhưng hàng năm An gia sẽ chu cấp một số lượng tài nguyên tu luyện nhất định cho các ngươi, hơn nữa các ngươi còn có thể dùng thực lực của mình để điều khiển một số thế lực bên ngoài của An gia. Chúng ta phải làm gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Cũng không có gì to tát. Nữ tử cười nói. Hàng năm chỉ cần đồng ý làm ba chuyện cho An gia ta, dĩ nhiên ba chuyện này tuyệt đối nằm trong khả năng của các ngươi. Còn nữa, khi An gia gặp nguy hiểm, các ngươi phải ra tay giúp đỡ. Chỉ vậy thôi. Dương Diệp hỏi. Nữ tử gật đầu. Dương Diệp im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Phu nhân, ta muốn hỏi một chút, theo như lời của phu nhân nói lúc nãy thì ta sẽ được chu cấp tài nguyên tu luyện gì? Mỗi tháng là 1 vạn đá năng lượng. Nữ tử nói. Đồng thời các ngươi sẽ được chu cấp các loại huyền kỹ công pháp tu luyện, dĩ nhiên, tất cả những thứ này không phải là miễn phí, đổi lại là giá trị cống hiến của các người. Giá trị cống hiến à? Nữ tử gật đầu nói. Đúng, chính là giá trị cống hiến của mỗi người đối với An gia thường xuyên đưa ra một số ít nhiệm vụ, hoặc là những chuyện cần giải quyết mà chúng ta không tiện ra mặt. Một khi các người đi làm và hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng sẽ thu được giá trị cống hiến tương ứng. Nói dễ hiểu hơn, nếu giá trị cống hiến của người đủ lớn, thì cho dù là huyền kỹ hay huyền bảo thiên cấp thượng phẩm, người cũng có thể đổi được. Dương Diệp nhìn nữ tử. Lắc đầu nói. Phu nhân, chiêu này của phu nhân đúng là rất hay. Lúc này đây, Dương Diệp cảm thấy có chút bội phục nữ nhân trước mặt này, nhìn bề ngoài thì người của ám tổ có vẻ rất tự do, không hề bị An gia quản lý, nhưng thực tế thì lại không như vậy. Cái gọi là giá trị cống hiến kia thật sự rất hấp dẫn, những cường giả thiên tài có thể không bán mạng vì An gia sao? Đây mới thật sự là tài năng. Tất cả đều vì nhu cầu của mỗi người thôi. Nữ tử cười nói. Thế nào, Dương công tử có đồng ý không? Dương Diệp im lặng, sau đó lắc đầu nói. Xin lỗi, ta từ chối. Vì sao? Nữ tử có chút bất ngờ hỏi. Ta không thích bị trói buộc. Dương Diệp nói. Đây là một dạng trói buộc vô hình, ta không thích như thế, tuy ta rất thích quyển truy hồn kiếm quyết này, nhưng ta vẫn phải từ chối. Thì ra là thế. Nữ tử gật đầu nói. Ta tôn trọng quyết định của Dương công tử, nhưng công tử cứ nhận lấy quyển truy hồn kiếm quyết này Dương này đi. An bích như ta không nhận lại những gì đã đưa ra. Không công thì không nhận lộc. Dương Diệp lắc đầu từ chối nói. Đùa sao, hắn không phải là kẻ ngốc, làm sao mà có thể dễ dàng lấy đi như thế được chứ? Có đánh chết hắn cũng không tin, nếu cầm quyển huyền kỹ này đi, chắc chắn nữ nhân này sẽ tính kế gì đó với hắn. Hắn cảm nhận được nữ nhân này rất giống Tàn Tịch Nguyệt. Khắp người đầy mưu mô.
Xem ra Dương công tử rất đề phòng ta. An Bích Như cười nói. Thế này đi, Dương công tử hãy thay ta làm một chuyện, ta sẽ tặng quyển truy hồn kiếm quyết này cho ngươi, công tử thấy thế nào? Quả nhiên là có âm mưu mà. Dương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói. An phu nhân, có gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo như thế nữa được không? Dương Diệp ta là một người thẳng tính, không thích cách làm của các ngươi. Nếu An phu nhân đã muốn hợp tác với ta thì cứ nói thẳng ra, thế nào? Rất tốt. An Bích Như cười nói. Thật ra, cho dù ta không nhờ Dương công tử ra tay làm việc này, đợi đến khi Tiềm Long Tháp mở ra Dương công tử cũng sẽ tự mình đi làm. Ta muốn Dương công tử ngăn cản một người tranh đoạt vị trí số 1 của Tiềm Long Tháp, người đó tên là An Nam Tĩnh, có lẽ Dương công tử vẫn chưa nghe qua tên của nàng ta, nhưng ta tin chắc chẳng bao lâu, Dương công tử, không, ta tin rằng toàn bộ đại lục này sẽ biết đến tên của nàng. An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhíu mày nói. Nàng cũng họ An sao? Dương công tử đoán không sai, ta và nàng ấy cũng có chút huyết thống, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến Dương công tử. Việc Dương công tử cần làm là sau khi Tiềm Long bảng mở ra, Dương công tử phải ngăn nàng ta giành vị trí thứ nhất của Tiềm Long tháp. Vậy thôi, được chứ? An Bích Như nhẹ giọng nói. Đương nhiên là có thể rồi. Dương Diệp đồng ý không chút do dự nào, sau đó hắn thu quyển truy hồn kiếm quyết kia vào túi. Sao lại không đồng ý chứ? Dù sao đối phương cũng chỉ nói hắn ngăn cản An Nam Tĩnh, chứ không nói là phải thành công, đến lúc đó nếu ngăn cản được thì hắn sẽ ngăn cản, còn không ngăn cản được thì còn có những người khác, không phải sao? Tuy rằng không biết An Nam Tĩnh là thần thánh phương nào, nhưng nếu nàng ta đã muốn giành lấy vị trí thứ nhất thì nàng ta phải đối mặt với tam kiệt trung vực là Ma Kha, Mục Quân, còn có siêu cấp thiên tài Hồn U nữa. Có lẽ trước khi hắn gặp được An Nam Tĩnh thì An Nam Tĩnh này đã bị những người kia giải quyết rồi cũng nên. Thế nên, tại sao hắn phải từ chối chuyện này chứ? Lần này, nhận được quyển truy hồn kiếm quyết kia cũng khiến hắn yên tâm thoải mái hơn. Làm người, phải vô sỉ mới vô địch được. An Bích Như chỉ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó không nói gì thêm. An phu nhân, ta còn có giao dịch cần phu nhân giải quyết. Dương Diệp cuối cùng nhớ ra việc của hội đấu giá. Công tử cứ nói. Dương Diệp lấy ra ngũ hành phù cực phẩm đưa cho An Bích Như, sau đó nhìn An Bích Như cười, không nói gì thêm. Khi An Bích Như vừa nhìn thấy ngũ hành phù thì nhíu mày, nàng cảm thấy chướng mắt với chúng. Nhưng trong mắt nàng lại nhanh chóng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi nhận ra ngũ hành phù kia là bùa chú cực phẩm thì nàng lập tức cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, điều làm nàng hứng thú không phải vì ngũ hành phù kia là cực phẩm. Điều khiến nàng hứng thú là người chế tạo ra tấm phù này. Dương công tử cũng là phù văn sư sao? An Bích Như hỏi. Đúng. Dương Diệp không hề giấu giếm. Tấm phù này là do Dương công tử chế tạo à? Đúng. Trên gương mặt An Bích Như nở một nụ cười nói. Ta thiếu chút đã nhìn nhầm người rồi, không ngờ Dương công tử lại là một thiên tài phù văn sư. Cha cha, xác suất chế tạo phù cực phẩm này của Dương công tử là mấy thành? Hai thành hay ba thành? Năm thành. Dương Diệp đã giữ lại một chút, dù sao hắn cũng không muốn người khác xem hắn là quái vật. An Bích Như không cười nữa, nàng không vui nói. Dương công tử đừng đùa. Nói đùa, Dương Diệp lắc đầu, sau đó tay run lên, 1000 tấm ngũ hành phù cực phẩm trương xuất hiện trước mặt An Bích Như. Khi An Bích Như nhìn thấy 1000 tấm ngũ hành phù cực phẩm thì nhất thời ngây người. Với kiến thức và gia sản của nàng, có gì mà nàng chưa từng thấy qua chứ? Nhưng nhìn thấy cảnh này, nàng vẫn khiếp sợ, vì 1000 tấm phù này đều là cực phẩm đấy. Ông trời ơi, tất cả đều là cực phẩm. Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Phù văn tổ sư hiện thế sao? Ta muốn tất cả chỗ này. An Bích Như hơi do dự, sau đó nói. Đúng vậy, Dương công tử có bao nhiêu ta sẽ lấy hết, giá cả không thành vấn đề, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài với Dương công tử đây. Nói cách khác, về sau những phù lục do Dương công tử chế tác đều sẽ thuộc về tụ bảo trai của chúng ta. Về giá cả và điều kiện, Dương công tử cứ việc nói. Điều này không ngoài dự đoán của Dương Diệp, dù sao thì những phù cực phẩm vẫn rất hiếm, chứ đừng nói đến cả ngàn tấm. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, một tờ danh sách xuất hiện trước mặt An Bích Như. Sau khi An Bích Như nhìn thấy những vật phẩm được ghi trên danh sách thì nhíu mày. Những thứ được ghi trên đó chính là những thứ Dương Diệp cần để tu luyện thiên ma thần thể.
Dương Diệp thấy An Bích như nhíu mày thì cười nói. Sao vậy, tụ bảo trai không có những thứ này sao? Chẳng phải tụ bảo trai tự xưng là có tất cả báu vật chân quý trong thiên hạ sao? Không lẽ đây chỉ là một lời nói đùa? An Bích như liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ giọng. Nói, Dương công tử không cần dùng nói khích ta làm gì, những thứ trong danh sách này, trừ máu của bốn thần thú ra thì những thứ còn lại tụ bảo trai đều có. Mà cho dù là máu của bốn thần thú đi chăng nữa, tụ bảo trai của ta cũng sẽ có biện pháp để lấy về, nhưng ta hỏi người một câu, Dương công tử muốn đưa ra cái giá bao nhiêu? Dương Diệp nghe vậy thì tim bỗng chốc đập nhanh hơn, nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh nói. An phu nhân ra giá đi. An Bích như cầm chén trà trước mặt lên, nhấp một hớp, sau đó nói. 100 triệu đá năng lượng. Cái gì? Dương Diệp đứng phát dậy, nhưng hình như cảm thấy không ổn hắn lại ngồi xuống, sau đó khóe miệng giật một cái, cười khan nói. 1 tỷ đá năng lượng sao? An phu nhân nói không sai chứ. Công tử thấy thế nào? An Bích như thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái. Dương Diệp hít sâu một hơi rồi đáp. An phu nhân, hình như cái giá này quá đắt rồi. Đắt sao? An Bích như cười khẽ nói. Dương công tử, ta không thể không nói, mấy thiên tài địa bảo của công tử, mặc dù là 5 loại thuộc tính, lại bảo vật tương sinh tương khắc trong thiên địa, nhưng nó chẳng là gì đối với tụ bảo trai này cả. Nhưng công tử yêu cầu lại là máu của 3 thần thú lớn, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Đây là những thứ có tiền chưa chắc đã mua được. Dù sao thì 3 gia tộc thần thú lớn này đều sống ở yêu vực, hơn nữa thực lực của mỗi tộc đều cực kỳ khủng bố, lại có tính thù dai, hay bao che lẫn nhau. Nếu muốn lấy máu của chúng, chẳng phải là đắc tội chết với bọn họ sao? Nếu việc không thành thì sẽ gây ra cuộc đại chiến giữa 2 tộc yêu và nhân loại nữa. Vẫn là quá đắt. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, 100 triệu đá năng lượng, đùa kiểu gì thế, có bán hắn đi cũng không thể đủ được. Vậy ta cũng đành bó tay thôi. An Bích như nói. Thoáng chốc không khí trở nên tĩnh mịch, Dương Diệp vẫn không muốn từ bỏ, dù sao thì thiên ma thần thể kia thực sự rất mạnh, nếu có thể tu luyện nó, cộng thêm U Minh quỷ hỏa và huyền khí màu tím giúp đỡ, cơ thể hắn nhất định sẽ đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng khiếp. Đến lúc đó, hắn mới có khả năng đấu lại với mấy yêu nghiệt của cổ vực thành này, và cả Bách Hoa Cung trong tương lai nữa. Chẳng qua nó thật sự quá đắt, 100 triệu đá năng lượng, cả gia sản của Nguyên Môn cũng không nhiều tới mức đó đâu. Có thể cho nợ không? Dương Diệp nói xong câu này thì mặt hơi đỏ lên, câu này có hơi vô sỉ nhưng hắn không thể để ý được nhiều như vậy. Khóe mắt An Bích như giật một cái, nàng nhìn Dương Diệp và khẽ lắc đầu, cười nói. Không ngờ Dương công tử có thể nói ra được những lời này. Thật khiến ta bái phục. Dương Diệp xoa tay, dù sao hắn cũng không dự định giữ mặt mũi, hắn nói. Phu nhân cứ nói xem có đồng ý hay không, nói thật, mấy thứ này rất quan trọng với ta. Nếu phu nhân đồng ý cho ta ghi nợ thì Dương mỗ ta có chết cũng không quên ân tình này. An Bích như im lặng, sau một lúc lâu, nàng đột nhiên nói. Nghe đồn Dương công tử đạt tới kiếm tâm thông minh, không biết có thật hay không. Dương Diệp có chút do dự, sau đó gật đầu. Hắn biết, bây giờ hắn phải cho người ta thấy giá trị của hắn. Nếu không người ta dựa vào đâu mà đồng ý cho hắn nợ chứ? An Bích như thấy Dương Diệp gật đầu, nàng nắm chặt chén trà đang cầm trên tay nói. Ngươi thật sự đạt được kiếm tâm thông minh. Đúng. An Bích như nghe xong chỉ liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nàng nói. Cũng không phải là không thể cho nợ, nhưng Dương công tử phải đồng ý với ta một điều kiện. Nếu Dương công tử đồng ý thì ta sẵn sàng 2 tay đưa những thứ kia cho công tử. Điều kiện gì? Dương Diệp nghiêm mặt hỏi. Trở thành khách thanh của An gia. An Bích như nhìn thẳng vào Dương Diệp nói. Không giấu gì Dương công tử, ta là đang đầu tư vào công tử, với thực lực của Dương công tử bây giờ, thành thật phải nói là quá thấp, không có tác dụng nhiều đối với An gia. Nhưng ta để ý chính là tương lai của Dương công tử, nói dễ hiểu thì 100 năm sau, hay 1000 năm sau, nếu An gia gặp chuyện, lúc đó Dương công tử có đủ khả năng thì hy vọng Dương công tử sẽ ra tay cứu giúp. Khoản đầu tư này của phu nhân thật sự quá mạo hiểm. Dương Diệp nhìn đối phương nói. Tương lai luôn là biến số, mà một khi xuất hiện biến cố, có thể An phu nhân không còn coi trọng 100 triệu đá năng lượng này nữa. Hơn nữa, dù ta có thể sống đến mấy trăm nay hay 1000 năm chăng nữa thì phu nhân tin ta sẽ không thay đổi sao?
An Bích Như khẽ cười nói. Một khi đầu tư thì sẽ có mạo hiểm, ta đặt cược vào tương lai và nhân phẩm của Dương công tử đây. Dương Diệp nhìn An Bích Như một lúc lâu, sau đó nói. Phu nhân quả là người quyết đoán, thật khiến ta bội phục. Dương Diệp ta đồng ý, tương lai sau này, An gia không phụ ta thì ta cũng sẽ không phụ An gia. An Bích Như liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó ném tờ danh sách trong tay cho người trung niên đứng bên cạnh nói. Vận dụng tất cả nguồn lực của An gia, mau chóng thu thập đủ những thứ ghi trên đó, nếu không có thì để An gia bên thành Bắc thu mua, giá cả không quan trọng. Vâng. Người trung niên lên tiếng, sau đó lui xuống nói. Cảm ơn. Dương Diệp nói một cách chân thành. An Bích Như cười nói. Nếu thật muốn cảm ơn thì về sau, hãy bán hết tất cả phù do Dương công tử chế tạo ra cho tụ bảo trai của ta, công tử thấy thế nào? Không thành vấn đề. Dương Diệp cười nói. An Bích Như đặt một nạp giới trước mặt Dương Diệp nói. Đây là đá năng lượng cho 1.000 tấm phù cực phẩm, tuy không nhiều nhưng chắc chắn đủ để Dương công tử dùng. Cảm ơn. Dương Diệp chân thành nói, dù cho người này muốn lợi dụng hắn đi nữa. Lúc này người được ưu đãi vẫn là Dương Diệp. Hơn nữa đối phương còn rất thẳng thắn, có thể nói canh bạc lần này cũng giống như một cuộc giao dịch, mà đối phương lại là người ra tiền trước, còn giải quyết vấn đề cấp bách của hắn. Vậy có thể xem như hắn đã nợ một ân tình. An Bích Như gật đầu, sau đó đột nhiên nói. Đúng rồi, Dương công tử có biết vì sao Tiềm Long bảng còn chưa mở không? Dương Diệp nghe xong thì nhíu mày, sau đó lắc đầu. Đây cũng là điều hắn luôn nghi ngờ, bởi vì hắn đến chiến trường cổ này đã lâu, nhưng Tiềm Long bảng vẫn không có động tĩnh gì cả. An Bích Như chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa ngoài cửa, ánh mắt có phần nặng nề nói. Vì còn thiếu một người. Ý phu nhân là sao? Dương Diệp cảm thấy khó hiểu. Muốn mở Tiềm Long tháp cần phải dùng Thương Liệt Thiên của Vũ Thần đời thứ nhất. Vì long mạch dưới Tiềm Long tháp này là do Vũ Thần đời thứ nhất năm đó trấn áp rồi phong ấn lại. Trước kia, khi muốn mở Tiềm Long tháp, tông môn cửu phẩm và các thế lực lớn siêu cấp sẽ phải đi đến núi Vũ Thần để mượn Thương Liệt Thiên này mở Tiềm Long tháp ra. Nhưng năm nay, mấy thế lực siêu cấp kia không đi mượn. An Bích Như chậm rãi nói. Vì sao lại không đi mượn? An Bích Như liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Bởi vì Liệt Thiên phải có chủ. Dương Diệp nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn nói. Ý phu nhân là phải có Vũ Thần. An Bích Như gật đầu nói. Thiên tài trong Tiềm Long bảng lần này nhiều hơn lần trước, thực lực cũng mạnh hơn nhiều, là cuộc tranh tài tuyệt vời chân chính của các thiên kiêu. Ta nghĩ, Vũ Thần lần này có thể đạp lên thi thể của những tên yêu nghiệt còn lại mà leo lên đỉnh tháp được không nữa? An Bích Như nói đến đây thì ngừng một lúc, sau đó lại nói. Dương công tử mau tăng thực lực lên đi, vì theo như tin tức ta nhận được thì Vũ Thần tương lai đã lên đường đi đến núi Vũ Thần rồi. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra thì tối đa trong vòng 2 tháng, Tiềm Long bảng sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, nếu thực lực công tử không mạnh mà đi đấu bảng thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dương Diệp gật đầu, đúng vậy, cho dù hắn đã có được hai loại linh vật của thiên địa, nhưng hắn vẫn cảm giác thực lực của hắn hiện nay vẫn còn rất yếu. Đúng. Ở chiến trường cổ này có rất nhiều thiên kiêu, cho dù hắn có át chủ bài vẫn cảm thấy nguy hiểm. Đây chính là lý do hắn mặt dày nói ra được hai chữ cho nợ. Dương công tử cứ ở lại tụ bảo trai đi, nơi này có lớn cũng có rất nhiều nơi cho ngươi tu luyện. Dương công tử cứ yên tâm, công tử ở trong này tu luyện thì tuyệt đối sẽ không bị bất cứ kẻ nào tới quấy rầy. Còn về những thứ công tử cần, sau này ta sẽ cho người đưa đến. An Bích Như trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó nhẹ giọng nói. Đối phương làm vậy là đang đuổi khách, Dương Diệp cũng là kẻ thức thời, đứng dậy ôm quyền nói với An Bích Như. Đã quấy rầy rồi. Dương Diệp nói xong xoay người đi ra đại sảnh. Sau khi Dương Diệp đi ra khỏi đại sảnh, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi của Dương Diệp lúc này. Tiểu Như, làm vậy có đáng không? Nữ tử nói. Đáng. An Bích Như bình tĩnh nói với giọng nói chắc chắn. Cô, chắc cô đã xem qua tài liệu về hắn rồi. Người này là một kẻ rất trọng tình, một người như thế, chỉ có thể dụ dỗ, dùng chữ tình, để khống chế. Chỉ cần sau này An gia không phụ hắn, tương lai hắn nhất định cũng sẽ không phụ An gia. Người nghĩ tương lai hắn sẽ là một cường giả siêu cấp thật sao? Nữ tử hỏi. Không chắc.
Vậy tại sao ngươi lại làm vậy? Dù chỉ có 1% cơ hội, cũng đáng để cho chúng ta thử, không phải sao? An Bích Như nói, thua thì cùng lắm chỉ mất đi 100 triệu đá năng lượng mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta thắng trong lần đặt cược này thì sao? Nếu ta thắng, An gia chúng ta vẫn sẽ tồn tại được đến 1 vạn năm sau. Hắn tuy đạt được kiếm tâm thông minh, nhưng chưa chắc đã trở thành kiếm tông tổ sư thứ hai. Nữ tử phản bác nói, một kiếm tâm thông minh cũng đủ để cho chúng ta đánh cược rồi, không phải sao? Nữ tử im lặng một lúc lâu mới nói, ngươi nghĩ hắn có thể ngăn cản được An Nam Tĩnh sao? Không thể ngăn được, An Bích Như nói, trừ khi hắn thật sự có thực lực giống như kiếm tông tổ sư ở chiến trường cổ năm đó, còn không thì cho dù là kiếm tông tổ sư ở cùng độ tuổi với hắn cũng không thể ngăn cản được bước tiến của nàng ta đâu. Nàng ta là kẻ yêu nghiệt nhất trong những kẻ yêu nghiệt mà ta từng gặp. Vậy sao ngươi còn bảo tiểu tử này? Có hy vọng bọn họ cũng tốt hơn mà, không phải sao? An Bích Như nói, cuộc sống luôn tràn ngập những chuyện ngoài ý muốn, không chừng hắn sẽ tạo ra một bất ngờ mới đấy. Nữ tử hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm nữa. À, đúng rồi cô có biết vì sao Tiềm Long bảng đợt này lại xuất hiện nhiều kẻ yêu nghiệt đáng sợ như vậy không? An Bích Như đột nhiên hỏi. Thời thế thay đổi. Trong một gian nhà đá tu luyện của tụ bảo các, ánh mắt Dương Diệp lộ vẻ kích động hưng phấn khi nhìn đống thiên tài địa bảo trước mắt. Tất cả đều đã có đủ, bây giờ hắn có thể bắt đầu tu luyện thiên ma thần thể được rồi. Dương Diệp không tu luyện ở tụ bảo trai, mà rời khỏi cổ vực thành, hắn đi vào sâu bên trong một dãy núi cách cổ vực thành mấy ngàn dặm về phía nam. Ở một hồ nước, dựa theo phương pháp được mô tả trên thiên ma thần thể, Dương Diệp sử dụng U Minh Quỷ Hỏa để hòa tan máu của 4 thần thú vào nhau, sau đó đổ hỗn hợp máu kia vào trong đầm nước. Rất nhanh sau đó, toàn bộ nước trong hồ hiện lên một màu đỏ kỳ lạ giống như máu. Sau đó, Dương Diệp ép 5 gốc linh thảo thiên cấp ra nước và rót vào trong hồ nước. Từ trong hồ nước có một mùi thơm bay ra, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Sau tất cả sự việc xảy ra vào ngày hôm qua, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bấm tay bắn ra, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện trong tay hắn. Có thể U Minh Quỷ Hỏa này mới chính là thứ mấu chốt, vì nếu không có U Minh Quỷ Hỏa thì dù cho hắn có tu luyện thiên ma thần thể đến tầng cao nhất đi chăng nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Vì Ma Kha cũng đã làm được rồi. Thật ra ngay từ đầu, thứ hắn nhìn chúng không phải là thiên ma thần thể, mà là phương pháp tu luyện ghi lại bên trong quyển thiên ma thần thể, vì thứ hắn thiếu chính là loại phương pháp này. Nếu không, chỉ dựa vào một U Minh Quỷ Hỏa sẽ mang tới hiệu quả có hạn. Cũng có thể nói, hắn không phải tu luyện thiên ma thần thể, mà chỉ mượn phương pháp tu luyện của thiên ma thần thể để sáng tạo ra một phương pháp luyện thể của riêng hắn. Sau khi bấm tay bắn ra, U Minh Quỷ Hỏa bay vào trong hồ nước. Cả hồ nước lập tức sôi sùng sục, hóa thành một biển lửa. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, hồ nước không bị U Minh Quỷ Hỏa làm bốc hơi hết mà chỉ giống như một hồ nham thạch đang không ngừng sôi trào. Hơi nóng phả vào mặt Dương Diệp, làm quần áo toàn thân Dương Diệp nhanh chóng cháy thành tro, cảm giác nóng bỏng khủng khiếp này khiến cho Dương Diệp phải nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, hắn không chút do dự mà nhảy người vào trong hồ nước. Cảm giác thật quen thuộc. Đây chính là cảm giác của Dương Diệp sau khi nhảy vào biển lửa. Lúc này đã tốt hơn trước kia rất nhiều, dù sao thân thể hắn cũng không còn tệ như lần đầu tiên. Hơn nữa, trải qua nhiều lần sử dụng U Minh Quỷ Hỏa, thân thể hắn đã khả năng chống lại U Minh Quỷ Hỏa. Bởi vậy, lúc này hắn thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Dựa theo mô tả trong thiên ma thần thể, hắn phải hấp thu máu của 4 thần thú kia cùng với năng lượng ẩn chứa trong 5 loại linh thảo của thiên địa, đồng thời phải hấp thu và luyện hóa hoàn toàn mới có thể miễn cưỡng đạt đến được thiên ma thần thể tầng 1. Nhưng Dương Diệp không hoàn toàn làm theo phương pháp bên trong đó, hắn chủ yếu chỉ hấp thu máu của 4 thần thú, còn 5 loại linh thảo thiên địa kia chỉ dùng để tầm bổ lại thân thể. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong máu của 4 thần thú đã cực kỳ cuồng bạo, cộng với việc U Minh Quỷ Hỏa không ngừng thiêu đốt thân thể hắn. Cho dù có huyền khí màu tím đang không ngừng chữa trị thân thể hắn, nhưng vẫn không đủ. Cho nên hắn mới dùng mấy loại cây linh thảo thiên địa kia dùng để chữa trị thân thể. Dù sao điều mà thân thể hắn cần được không ngừng được kích thích, chứ không phải không ngừng được chữa trị và tẩm bổ. Kích thích càng nhiều, thân thể hắn mới có thể càng trở nên lợi hại hơn, mặc dù cách này có phần tự ngược đãi bản thân nhưng hắn lại không thể không làm, dù sao phương pháp này vẫn là phương pháp hữu hiệu nhất.
Việc Dương Diệp phải làm bây giờ là hấp thu, luyện hóa, kích thích, sau đó hấp thu, rồi lại luyện hóa, kích thích. Ở khắp chiến trường cổ này, thật ra không chỉ có Dương Diệp đang gia tăng tu bổ, còn có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt khác nữa. Mà những thiên tài yêu nghiệt đó đều có dã tâm rất lớn. Đúng vậy, dã tâm của họ chính là vị trí đứng đầu của Tiềm Long bảng. Vị trí đứng đầu đó biểu thị cho điều gì? Nó đại biểu cho huyền giả mạnh nhất của thế hệ trẻ trong đại lục, đại biểu cho việc tên tuổi sẽ được lưu lại vĩnh viễn trong sử sách của đại lục huyền giả, đại biểu cho vận mệnh của một người được thiên địa chiếu cố, đại biểu cho. Nói tóm lại, đạt được vị trí đứng đầu, dù muốn danh tiếng hay muốn quyền chắc chắn đều sẽ có. Còn nữa, ai cũng là thiên kiêu, bảo bọn họ phải chịu thuần phục những huyền giả cung cấp, liệu họ có nguyện ý không? Nơi cửu u, nghĩa địa của minh thần. Ma Kha ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, từng luồng ma khí không ngừng từ cơ thể hắn tràn ra, sau đó nó liên tục ăn mòn thanh trường thương màu đen trước mặt hắn. Thanh trường thương này chính là minh thần thương. Ngày đó, khi hắn cùng hồn u vượt mấy ngàn dặm đuổi theo tà quân không thể đấu lại cả hai người bọn họ nên đã chủ động giao ra cây minh thần thương kia. Dĩ nhiên, cả hai bên cũng đã phải giao đấu mấy trận rất quyết liệt. Tóm lại là, dù thế nào thì minh thần thương cũng đã ở trong tay của Ma Kha rồi. Sau khi có được minh thần thương, hắn và hồn u đã đi tới ngôi mộ này, bắt đầu luyện hóa minh thần thương. Thế nhưng việc luyện hóa này đã tốn gần 2 tháng rồi. Theo ma khí không ngừng ăn mòn minh thần thương khiến cây thương rung lên dữ dội, giống như nó muốn phá tan tầng ma khí kia. Bỗng nhiên, Ma Kha chợt mở to hai mắt ra, tay phải giơ ra phía trước, nắm chặt cây minh thần thương. Nhưng cây minh thần thương kia lập tức rung lên dữ dội hơn trước, với thực lực của Ma Kha cũng thiếu chút nữa không giữ được để cho nó thoát ra. Ma Kha hừ lạnh một tiếng, sau đó từng luồng ma khí như thủy triều phóng ra, tràn vào bên trong cây minh thần thương, trong phút chốc, cây minh thần thương kia trở nên yên tĩnh. Chúc mừng! Đúng lúc này, hồn u xuất hiện một cách quỷ dị phía sau Ma Kha nói. Trải qua thời gian luyện hóa lâu như thế, cuối cùng ngươi cũng đã được nó thừa nhận rồi. Ma Kha hừ lạnh một tiếng nói. Đáng tiếc là để tên tà quân kia chạy mất rồi, nếu không phải vì hắn, ta đã sớm luyện hóa được minh thần thương rồi. Tên đó không thoát được đâu, cuối cùng hắn vẫn sẽ xuất hiện ở Tiềm Long Tháp mà thôi, không phải sao? Hồn U nói. Ma Kha xoay đầu lại nói. Ngươi đã thành công nhận được truyền thừa của minh thần rồi sao? Tất nhiên rồi. Ma Kha nghe xong, ánh mắt chợt trở nên nặng nề. Hồn U đã có được truyền thừa của minh thần, vậy Ma Kha hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Hồn U như đọc được suy nghĩ của Ma Kha, hắn nói kẻ địch của chúng ta là nhân loại, trước khi giết hết đám huyền giả nhân loại đó, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu, đúng không? Ma Kha im lặng, đúng lúc này, một gã thanh niên của ma tộc đột nhiên xuất hiện trong nghĩa địa. Người thanh niên ma tộc này đi đến trước mặt Ma Kha, sau đó quỳ xuống, hai mắt ửng đỏ nói. Lão đại! Ma Vũ cùng với hắn và các huynh đệ khác của ma tộc đã bị một tên huyền giả nhân loại giết chết ở ngoài cổ vực thành, tổng cộng có 107 người, tất cả đều đã bị giết chết. Người nhất định phải báo thù cho bọn họ. Cái gì? Hai mắt Ma Kha đột nhiên trợn tròn, từ trong cơ thể hắn không ngừng có từng luồng ma khí trào ra, hắn giận dữ nói. Ngươi nói lại lần nữa xem nào. Dưới khí thế khủng bố của Ma Kha, người thanh niên của ma tộc không ngừng lạnh run lên. Hắn không nhịn được phải lùi về phía sau mấy bước, nói không ra lời. Hắn nói không sai. Lúc này, hồn u đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Không phải chỉ có 107 người của ma tộc đã chết, mà còn có người của minh tộc ta nữa. Người gây ra chuyện này chính là con kiến hôi kiếm tu tên là Dương Diệp lúc trước. Ma Kha hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra sát ý, nói. Là hắn sao? Được, được lắm, khá lắm. Hắn đã giết chết 107 huynh đệ của ma tộc của ta. Khá lắm, hắn giết chết 107 người của ma tộc ta, vậy thì ta sẽ giết toàn bộ người trong tộc ngươi. Không, ta sẽ giết toàn bộ huyền giả nhân lại trong chiến trường cổ này. Ma Kha nói xong lại nắm lấy cây minh thần thương, cơ thể hắn thoáng động đã lập tức biến mất. Ha ha, giết đi, giết đến khi máu chảy thành sông luôn đi, ta dường như đã ngửi thấy được mùi vị của linh hồn rồi, ha 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 ha. Hồn U cũng biến mất. Trong lúc đám người Ma Kha và Hồn U đi đến cổ vực thành để tìm Dương Diệp, một nữ tử đã đi đến dưới một ngọn núi bên ngoài Nam Vực.
Đây là một ngọn núi cao vạn trượng, từ đỉnh núi xuống chân núi bóng loáng như một bức tường, không có bất kỳ chỗ nào có thể dẫm lên. Nữ tử kia đi tới dưới chân núi. Nàng mặc một bộ trang phục màu trắng xám với dáng người rất gợi cảm, vừa nhìn đã khiến người ta đỏ mắt, nàng có mái tóc đen mượt như mây được buộc gọn sau đầu giống như đuôi ngựa, đuôi tóc cũng phải dài đến mông. Còn trên khuôn mặt nàng là đôi mắt phượng, ánh mắt sắc bén, gương mặt tuy không được xem là mỹ nhân tuyệt thế nhưng cũng có khí chất hấp dẫn người khác. Nữ tử này chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi ở cuối tầm mắt, ánh mắt hờ hững nói. Đây là núi Vũ Thần sao? Ha ha ha, Vũ Thần, mong là không khiến cho An Nam Tĩnh ta phải thất vọng, nếu không thì ta sẽ san bằng ngọn núi này. An Nam Tĩnh nói xong lại bước từng bước về phía vách núi sáng như gương kia. Khi đi đến ta vách núi, An Nam Tĩnh híp mắt lại, sau đó đấm hai đấm thật mạnh về phía vách núi kia. Ầm, một tiếng nổ nặng nề vang lên, lập tức trên vách núi xuất hiện hai dấu quyền sâu vài cm. An Nam Tĩnh nhảy một cái. Hai chân dừng lại ngay trong hai quyền ấn kia, sau đó lại ra thêm hai đấm như thế, An Nam Tĩnh cứ tiếp tục dùng phương pháp này chậm rãi leo lên đỉnh núi. Tuy có chút chậm, nhưng trong mắt An Nam Tĩnh lại rất kiên định, trên mặt không có chút sợ hãi nào, giống như ngọn núi cao này chỉ là mặt đất bằng phẳng bình thường mà thôi. Dưới cổ vực thành, đầu của mấy trăm thi thể huyền giả nhân loại được xếp thành hai chữ Dương Diệp thật to, còn thi thể của mấy trăm huyền giả nhân loại kia đều bị treo lên trên tường cổ vực thành. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất phía dưới chân thành. Dưới cổ vực thành, Ma Kha cầm Minh Thần Thương trong tay, ngạo nghễ đứng đó. Lúc trước, thanh Minh Thần Thương có màu đen, mà giờ đã trở thành một màu đỏ tươi của máu. Trên cổ vực thành, có vô số huyền giả nhân loại đang kinh hãi nhìn mọi thứ dưới thành, nhìn Ma Kha như sát thần, trong mắt các huyền giả nhân ngoài sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi. Đúng lúc này, hơn 10 huyền giả nhân loại bị một đám người của ma tộc giải tới trước mặt Ma Kha. Dương Diệp, người vẫn chưa chịu đi ra sao? Ma Kha trầm giọng quát. Phía trên tường thành vẫn im lặng, không có ai đáp lại. Dương Diệp, tên rác rưởi này, người thật sự không chịu ra sao? Người có bản lĩnh giết người của ma tộc và hồn tộc chúng ta mà tại không có bản lĩnh ra mặt sao? Ma Kha, oan có đầu, nợ có chủ. Giết người của ma tộc là Dương Diệp chứ không phải chúng ta, nếu ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Dương Diệp mà giải quyết, chứ giết chúng ta có tác dụng gì chứ? Ha ha, lũ nhân loại các ngươi đúng là lũ rác rưởi không có chút khí phách gì cả. Các ngươi không phải là sợ chết sao? Lão tử ta thật sự rất bội phục tên Dương Diệp này, mấy vạn nhân loại lại có thể bị chưa đến 100 người huyền giả của ma tộc giết chết, nghe thôi cũng thấy quá mất mặt rồi. Cũng chỉ có Dương Diệp dám dẫn người đi chống lại với ma tộc và minh tộc, còn giết được hơn 100 tộc nhân của ma tộc. Lúc nghe được tin này, các ngươi có biết ta đã vui đến cỡ nào không? Đáng tiếng, ta lại không có duyên để gặp mặt hắn. Ngươi đừng ép người quá đáng, nếu muốn chết thì tự ngươi đi mà chết, chúng ta không hề muốn chết. Ma Kha lão đại à, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta tình nguyện gia nhập ma tộc, ta tình nguyện. Ma Kha cũng không thèm để ý đến những huyền giả nam vực đang lải nhải đó, sau khi im lặng một lúc, Ma Kha nâng cao tay trái, rồi mạnh mẽ hạ xuống nói. Không chừa một ai. Lúc này Dương Diệp đang làm gì? Một tháng sau, trong một ngọn núi lớn, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, trước mặt hắn là một thanh huyền kiếm đang lơ lửng. Trong một tháng qua, mỗi ngày Dương Diệp không chỉ tập trung vào tu luyện thân thể của mình. Buổi sáng hắn sẽ tu luyện thân thể, còn buổi chiều và buổi tối là tu luyện và tìm hiểu kiếm đạo. Dù sao thì kiếm mới là quan trọng nhất đối với hắn, còn thân thể chỉ là trợ giúp mà thôi, hắn tất nhiên phân biệt được đâu là chính và đâu là phụ. Hắn có kiếm tâm thông minh chính là ưu thế lớn nhất để tìm hiểu được kiếm đạo. Bởi vì hắn có thể nhanh chóng khiến bản thân tiến vào một trạng thái kỳ lạ này. Cho tới nay, cuộc đời của hắn đều là giết chóc và bận rộn. Chưa bao giờ hắn ngồi xuống và yên tĩnh như lúc này. Đúng, từ lúc sinh ra đến giờ, hắn vẫn luôn bận bịu, khi thì tìm cách sống và sinh tồn, rồi lại tu luyện, hiện tại hắn tu luyện là vì tương lai và vì người. Thân, trong 20 năm qua, hắn thật sự quá bận rộn, lúc nào cũng vội vàng, chưa bao giờ yên tĩnh. Ánh trăng xuất hiện trong làn nước trong xanh, hôm nay là một ngày bình yên không có gợn mây. Quá yên tĩnh. Hắn dường như có thể nghe được tiếng lòng của mình, có thể làm tâm thanh tịnh, thấy được tính chất thật sự của vạn vật, cứ như một vị thần nhìn thấu vạn vật.
hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sức sống và cảnh khốn khổ. Nếu đã nắm được, hắn có thể gánh vác của tất cả, còn nếu đã không nắm được, thì tất cả đều sẽ vô lực. Thả xuống, khắp nơi đều sẽ thành đạo, còn không thả, tất cả đều sẽ chỉ lạc lối. Cái gọi là kiếm tâm thông minh là xuất phát từ việc trong lòng suy nghĩ thông suốt, hiểu ra linh tính. Mở ra, nhận biết, lắng đọng, cứ tự nhiên như thế, đạo ở ngay y bên cạnh mình. Dương Diệp nghĩ đến đây, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt dường như thấu hiểu được mọi việc, nhìn thanh kiếm đang lơ lửng trong không tê đê rung trước mặt mình, Dương Diệp nói nhỏ. Hợp! Một cảnh tượng quỷ dị lập tức xuất hiện, chỉ thấy thanh kiếm kia vốn đã vỡ thành nhiều mảnh bỗng xê nhiên nhanh chóng tập trung lại vào nhau, khôi phục lại thành hình dáng ban đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền. Ra! Dương Diệp nói xong, lấy Dương Diệp làm tâm. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh Dương Diệp, mọi vật lập tức giống như thủy tinh bị đánh một đòn nặng nề, ầm, một tiếng, toàn bộ đều vỡ tan, sau khi vỡ ra nó lại đột ngột nổ tung, rất nhanh sau đó, xung quanh Dương Diệp chỉ toàn cát vụn đầy đất. Dương Diệp bấm tay, U Minh Quỷ Hỏa hiện ra trong tay hắn, sau đó hắn lại bắn ra. U Minh Quỷ Hỏa nhanh chóng cháy bùng lên, ở đó lập tức biến thành một biển lửa. Dương Diệp ở bên trong biển lửa, nhưng lại chẳng có việc gì, nói cách khác. Giờ khắc này đây hắn và U Minh Quỷ Hỏa giống như đã thành một thể thống nhất, bởi vì toàn thân Dương Diệp đều được U Minh Quỷ Hỏa bao quanh. Dương Diệp nhìn thấy cảnh này thì hít sâu một hơi, sau đó bấm ngón tay, một luồng kiếm khí màu tím xuất hiện, đám kiếm khí phóng ra được phạm vi 10 trượng thì Dương Diệp khẽ nói. Ngưng! Kiếm khí màu tím này lập tức dừng lại một cách quỷ dị. Dương Diệp nhìn những kiếm khí màu tím kia, hai tay chợt siết chặt. Bởi vì hắn phát hiện ra, khi thêm vào kiếm ý giết chóc tầng 6 vào trong các kiếm khí màu tím này, năng lượng ẩn chứa bên trong đã mạnh hơn gấp 5 lần. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, 200 thanh huyền kiếm xuất hiện, ở đó đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. 200 thanh huyền kiếm kia cứ xoay quanh Dương Diệp với một tốc độ điên cuồng, từng đường kiếm quang không ngừng hiện lên trong không trung với thanh thế vô cùng kinh người. Ngừng! Dương Diệp quát nhẹ, 200 huyền kiếm kia đột nhiên dừng tại. Xoắn! Dương Diệp lại tiếp tục quát nhẹ, trong phút chốc 200 thanh huyền kiếm kia lại tiếp tục điên cuồng chuyển động trong phạm vi 10 trường xung quanh Dương Diệp, vô số kiếm quang xuất hiện, bao phủ lấy Dương Diệp đang ngồi bên trong. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên đất suy tính, tại sao trong phạm vi 10 trường, hắn giống như trở thành một vị chúa tể, đặc biệt là ở trong phạm vi 10 trường này, uy lực của những thanh kiếm và kiếm kỹ có kiên quan lại được tăng lên gấp 5 lần. Hơn nữa, trong phạm vi 10 trường này, hắn như hiểu rõ vạn vật trong đó, bất cứ thứ gì ở trước mặt hắn giống như hoàn toàn trở nên trần truồng, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã hiểu được bản chất của đối phương là gì. Dương Diệp nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, chắc hẳn là do kiếm tâm thông minh. Lúc trước, những khi thi triển kiếm tâm thông minh, hắn liếc mắt một cái lại có thể nhìn thấy được huyền kỹ hoặc sơ hở trong chiêu thức của đối phương. Nhưng hiện tại, kiếm tâm thông minh hình như không chỉ đơn thuần là một kỹ năng phòng thủ giống như trước đây nữa. Vì lĩnh vực trong phạm vi 10 trượng này, khi hắn thi triển kiếm kỹ và kiếm tâm thông minh thì uy lực của chiêu thức đã tăng lên 5 lần rồi. Đáng tiếc, một đường kiếm đạo này đều là do hắn tự mình tìm tòi nghiên cứu, dù đã lĩnh ngộ được đôi chút, nhưng hắn vẫn không thể hiểu hết được, càng không thể nói tới vận dụng thế nào, đây là điểm khiến hắn chán nản. Ai bảo hắn trước giờ luôn cô độc, không có cả một tông môn. Xem ra, về sau nếu có thời gian phải đi thỉnh giáo Mạc lão rồi. Dương Diệp lắc đầu cười, hắn không nghĩ thêm về vấn đề rối rắm này nữa, nhưng mà hắn tự nhiên lĩnh ngộ được thứ này, cũng phải cho nó một cái tên chứ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dương Diệp khẽ cười nói. Nếu có thể gia tăng năng lượng của kiếm kỹ, vậy kêu lĩnh vực kiếm đi, kiếm vực, không tồi, kêu là kiếm vực đi, ha ha. Dương Diệp cố đè nén kích động đang dâng lên trong lòng, hắn thu lại 200 thanh kiếm. Sau đó chỉ để lại một thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt mình. Dương Diệp nhìn thanh kiếm này, khẽ cười, sau đó bấm tay, phóng ra U Minh Quỷ Hỏa bám lên phía trên thân của thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia nhanh chóng biến thành một thanh kiếm lửa. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, thanh kiếm này đột nhiên xoay lại, mũi kiếm chỉ về phía hắn. Ngay lập tức, chân phải của Dương Diệp đạp mạnh một cái, cơ thể lập tức tránh ra xa, thanh kiếm lửa này cũng lập tức đuổi theo, men theo quỹ đạo mà Dương Diệp vạch ra. Sau đó, mặc kệ Dương Diệp bỏ chạy thế nào, thanh kiếm lửa đều theo sát không rời,
Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, nếu không phải Dương Diệp có thần hành phù và dày tật phong thì chỉ sợ hắn đã bị thanh kiếm lửa này đâm trúng rồi. Đây chính là truy hồn kiếm quyết, bắt đầu từ ngày hắn tu luyện thân thể, mỗi ngày hắn đều kiên trì tập luyện không ngừng nghỉ. Một tháng trôi qua, hắn cơ bản đã học được kiếm quyết này rồi. Dĩ nhiên, điều này chủ yếu là nhờ kiếm tâm thông minh, vì kiếm tâm thông minh, hắn có thể nhìn thấy ưu và khuyết điểm cùng bản chất của kiếm quyết này. Nếu đã nhìn thấu rồi, vậy việc tu luyện không phải sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Cũng chính vì thế, Dương Diệp phát hiện ra kiếm tâm thông minh thật sự rất khủng bố, rất biến thái, nó còn khủng bố hơn cả U Minh Quỷ Hỏa. Đương nhiên, vẫn không thể khủng bố bằng vòng xoáy thần bí kia. Bởi vì hắn còn chưa nắm giữ được kiếm vực kia thuần thục lắm, cả truy hồn kiếm quyết hắn cũng chưa nắm giữ được hoàn toàn, hơn nữa rèn luyện thân thể chưa đạt đến mức khiến hắn vừa lòng, vì vậy nên, Dương Diệp vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại trong núi này tu luyện. Dương Diệp không biết vì quyết định này của mình đã làm cho cổ vực thành chết không biết bao nhiêu người, dĩ nhiên, dù hắn có biết đi chăng nữa hắn cũng sẽ chẳng quan tâm. Lúc này, phía trên cổ vực thành đã có đến 2.000 thi thể. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả tường cổ vực thành, mùi máu tanh nồng nặc. Một tháng qua, Dương Diệp giống như bốc hơi khỏi nhân gian, dù cho Ma Kha có kêu gào cỡ nào, chửi rủa cỡ nào thì hắn cũng không thèm xuất hiện. Bởi vậy, trong lúc tức giận, Ma Kha đã lấp kín cửa lớn của cổ vực thành, sau đó phái những cường giả ma tộc đi xung quanh, tìm kiếm và bắt những huyền giả nhân loại đang tu luyện ngoài thành. Sau khi bắt được, từng người lại bị lôi đến dưới cổ vực thành, rồi lần lượt chém giết. Thủ đoạn tàn độc này khiến cho các huyền giả nhân loại vừa tức giận mà vừa kinh hãi, giận là vì tên Ma Kha này giống như sát thần, gặp người là giết, chẳng để huyền giả nhân loại vào mắt, còn kinh hãi là vì thực lực của Ma Kha làm cho rất nhiều người bọn họ thấy tuyệt vọng, đặc biệt là thanh minh thần thương trong tay Ma Kha. Trong suốt một tháng, không phải là không có nhân loại không nhịn được cơn giận, xuống dưới thành một đấu một với Ma Kha, nhưng kết quả đều không có gì khác nhau. Tất cả đều trở thành một trong số những thi thể được treo trên tường thành. Trong một tháng này, Tam Kiệt Trung Vực cũng giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không có ai xuất hiện cả. Trong lúc đó, cũng có người đưa ra đề nghị, tất cả cùng nhau xuống quyết đấu một trận sinh tử với đám người ma tộc, nhưng mỗi khi có người đưa ra đề nghị này thì tất cả mọi người đều im lặng. Đúng, chỉ cần đứng trên tường thành không xuống thì Ma Kha có thể làm gì được họ. Nhưng một khi đã xuống thành thì chính là phải chết. Hơn nữa, bọn họ xuống thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ chỉ vì để chút giận thôi sao? Đừng có đùa, bọn họ sẽ không ngu mà đi. Làm thế, người Ma Kha muốn tìm là Dương Diệp, nếu bọn họ xuống, chẳng phải là chịu chết thay cho tên Dương Diệp kia sao? Tuy dưới thành, mỗi giây một phút đều có người chết, nhưng mấy người đó thì có liên quan gì đến bọn họ đâu. Mà cho dù có chút liên quan thì thật ra phần lớn cũng không có quan hệ gì. Thử hỏi xem. Ai sẽ liều mạng vì những người không có liên quan chứ? Dương Diệp đâu, lẽ nào hắn không định đứng ra giải quyết chuyện này sao? Sự việc lần này đều là do hắn mà ra cả. Trên tường thành, một huyền giả bắt đầu nhắc đến Dương Diệp, tên đầu sỏ, đã gây nên chuyện này. Đứng ra giải quyết sao? Có một người cười lạnh nói. Đứng ra chịu chết thì có. Theo ta thấy, tên Dương Diệp này thật thông minh, giết người của ma tộc xong. Đoạt bảo vật của họ, đẩy hậu quả cho huyền giả chúng ta nhận hết, hắn đúng là kẻ biết tính toán mà. Thật ra Dương Diệp đó không có sai, dù sao cũng là do ma tộc và minh tộc quá kiêu ngạo, cũng nên có huyền giả nhân loại đứng ra dạy cho chúng một bài học. Lúc trước khi biết Dương Diệp và một số huyền giả nhân loại của Nam Vực đi tiêu diệt người của ma tộc và minh tộc, các ngươi đều vỗ tay tán thưởng, không phải sao? Sao giờ quay lưng lại nhanh thế? Có người châm chọc nói. Đi giết người của ma tộc, chúng ta rất tán dương, nhưng giết xong thì phải biết đứng ra mà gánh vác hậu quả chứ. Đã có bao nhiêu huynh đệ phải chết uổng dưới thành rồi. Thực lực không đủ thì đừng đến cổ vực thành này, có chết thì trách ai được. Này, tên Dương Diệp kia là cha ngươi hay sao vậy hả? Sao ngươi cứ nói giúp hắn thế? Có phải ngươi muốn xuống đó khiêu chiến thay hắn luôn không? Khiêu chiến đi, đi thì đi chứ. Ở đây nhìn ngươi chỉ tổ rước khó chịu vào người. Gạch nối. Trên tường thành, mấy tên huyền giả bắt đầu cãi vã với nhau. Thời gian qua thật mau, chớp mắt đã lại một tháng nữa trôi qua. Núi Vũ Thần, một chân đạp trên đỉnh núi Vũ Thần, một chân chậm rãi bước lên. Ở nơi nào đó, một gã nam tử mặc trường bào tím, trong tay cầm theo một quyển số phán quan thật dày,
phía trên có viết hai cái tên, Lý Thanh Thủy, Nam Cung Mộng. Dưới lòng đất cửu U, một nam tử toàn thân có một con rồng lớn. Màu vàng quấn quanh, từ dưới đất chậm rãi bay lên, ở trong tay hắn cầm theo một cái long an đang xoay tròn rất nhanh. Vào lúc này, nam tử đột nhiên nói. Dương Diệp, ta phải cảm ơn người, nếu không có ngươi, hoàng ân này đã không nhận ta làm chủ rồi. Ha ha, bây giờ ta phải từ từ cảm ơn người mới được. Lại ở một ngọn núi khác, phía trên đỉnh núi, một nữ tử cụt tay quỳ trên mặt đất, trước mặt nàng là vỏ một thanh kiếm cố màu đen đang lơ lửng trên không. Thế nào là kiếm? Một giọng nói vang lên trong không trung. Là sinh mệnh. Thế nào là kiếm? Giọng nói lại tiếp tục vang lên. Là linh hồn. Thế nào là kiếm? Là tất cả của ta. Trương Sân thoáng chốc trở nên im lặng. Sau một lúc lâu, giọng nói kia khẽ thở dài nói. Đúng thế, kiếm ý tầng 8, ý cảnh phong tầng 8, dù không có kiếm tâm thông minh, nhưng cũng có thể xem là một kỳ tài của kiếm đạo, bây giờ có tiếp tục chờ nữa cũng chỉ là uổng công. Nói xong, đột nhiên vỏ thanh kiếm cổ phát ra một âm thanh vang vọng trời đất. Giờ phút này, các cường giả tuyệt thế của đại lục huyền giả đều nhìn về phía này. Đáy vực đoạn hồn uyên, trước ngôi nhà tranh, Mạc lão nhìn về phía chân trời một lúc lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Kiếm hoàng xuất thế, cũng không phải là hắn thật đúng là. Cũng vào thời điểm này, các thanh kiếm của tất cả những kiếm tu trong toàn bộ đại lục huyền giả đều thoát khỏi tay của chủ nhân, sau đó hướng về phía chân trời vang lên những tiếng kiếm ngân. Kiếm hoàng xuất thế, vạn kiếm phục. Trong núi lớn, Dương Diệp đang tu luyện đột nhiên nhíu mày, bởi vì sau khi tiếng kiếm vừa vang lên nơi chân trời kia thì thanh kiếm trong tay hắn lại có ý muốn rời khỏi tay hắn. Dương Diệp nhìn thanh kiếm trong tay mình, thấp giọng nói, ngay cả ngươi cũng muốn thuần phục kiếm hoàng kia sao? Hắn biết tiếng kiếm vừa rồi có ý nghĩa gì, dù sao trước kia Mạc lão cũng đã nói với hắn rất nhiều chuyện về kiếm hoàng. Có người trở thành kiếm hoàng. Dương Diệp cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì về chuyện này, vì hắn chưa bao giờ muốn trở thành kiếm hoàng. Kiếm hoàng là danh hiệu cao nhất trong giới kiếm tu, nhưng đâu ai quy định kiếm hoàng là kẻ mạnh nhất trong kiếm tu. Trước kia kiếm, hoàng là người mạnh nhất, nhưng đó là trước kia. Dương Diệp hắn không tin bây giờ vẫn vậy, dù sao thì kiếm của hắn cũng sẽ không thuần phục bất cứ kẻ nào. Kiếm trong tay Dương Diệp dường như không chịu nghe theo lời Dương Diệp, nó vẫn rung lên dữ dội, nếu không có Dương Diệp áp chế thì nó đã sớm phóng lên cao hưởng ứng lại rồi. Tay hơi dùng sức, ầm, một tiếng động nhỏ vang lên, thanh kiếm nhanh chóng hóa thành vô số mảnh nhỏ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ cười nói. Thú vị lắm, chỉ một tiếng kiếm ngân mà có thể khiến kiếm của ta không ngần ngại chống lại ta để hưởng ứng theo. Kiếm hoàng thật sự làm cho người khác phải chờ mong. Dương Diệp nói xong, trên gương mặt cũng không còn tươi cười đi nữa. Từ trong không gian xuất hiện nhiều luồng gió. Sau đó chúng tụ lại tạo thành một đôi cánh lớn màu đen sau lưng Dương Diệp. Sau khi đôi cánh đang xuất hiện, một cơn gió mạnh mẽ xuất hiện trong không gian. Từ dưới chân Dương Diệp không ngừng có sóng khí khuếch tán ra bốn phía, nơi đó trở nên hỗn loạn. Đôi cánh màu đen sau lưng Dương Diệp chính là do cửu U Hàn Phong hóa thành. Trong hai tháng qua, Dương Diệp luôn nghĩ đến tác dụng của cửu U Hàn Phong này, nếu chỉ dùng thứ này để tấn công thì có chút lãng phí. Dù sao thì hắn cũng đã có U Minh Quỷ Hỏa rồi. Hơn nữa, cửu U Hàn Phong chỉ có lực sát thương rất lớn đối với linh hồn, cũng có thể gây tổn thương với cơ thể, nhưng không có khủng bố như U Minh Quỷ Hỏa. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao một lượng năng lượng rất lớn, cho nên thường thì hắn sẽ không chọn cửu U Hàn Phong trong khi chiến đấu chống lại kẻ địch. Sau một thời gian ngắn dò xét nghiên cứu, hắn phát hiện cửu U Hàn Phong còn có một công hiệu nữa, đó là gia tăng tốc độ. Bởi vì cửu U Hàn Phong có thể khống chế tốc độ của gió. Sau khi phát hiện ra điều này, Dương Diệp bắt đầu tìm hiểu xem làm sao để tận dụng cửu U Hàn Phong để gia tăng tốc độ. Ở trên phương diện thân pháp, hắn cực kỳ yếu. Nếu có thể lợi dụng được cửu U Hàn Phong, vấn đề tốc độ sẽ không còn là điểm yếu của hắn nữa, thậm chí nó còn có thể trở thành ưu thế của hắn. Bởi vì tốc độ của cửu U Hàn Phong này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức nào? Nó nhanh đến mức chỉ trong một hơi thở, Dương Diệp có thể biến ra thành trăm tàn ảnh, nếu lại thêm giày tật phong và thần hành phù thì tốc độ còn có thể nhanh hơn nhiều. Nhưng nó có một khuyết điểm, nói đúng hơn là khuyết điểm đối với Dương Diệp bây giờ. Đó chính là tiêu hao quá nhiều huyền khí. Nó cũng giống với U Minh Quỷ Hỏa vậy,
mỗi lần sử dụng đều gần như muốn rút cạn hết huyền khí của vòng xoáy trong cơ thể hắn. Việc này khiến Dương Diệp cảm thấy rất buồn phiền. Thật ra thì cửu U Hàn Phong có một điểm khiến cho Dương Diệp phải bất ngờ, nó có thể trợ giúp cho truy hồn kiếm quyết. Khi thêm cửu U Hàn Phong gia tăng vào, sợ rằng ngoài những kẻ có không gian thuấn gì ra, những cường giả cảnh giới linh giả đều không thể thoát khỏi sự truy sát của truy hồn kiếm quyết. Chiêu thức này cũng giống với việc thêm U Minh Quỷ Hỏa vào kiếm trận, hắn cũng sẽ đặt cho chiêu thức dùng cửu U Hàn Phong biến thành đôi cánh này một cái tên. Cái tên đó là cửu U Kiếm Dực. 2 tháng vất vả tu luyện, cơ thể hắn đã được tăng cường lên rất nhiều, tuy vẫn chưa bằng Ma Kha, nhưng tuyệt đối không thua kém là bao. Về kiếm kỹ, với uy lực của truy hồn kiếm quyết, đặc biệt là sau khi thêm vào U Minh Quỷ Hỏa và cửu U Hàn Phong thì uy lực của nó thật sự rất khủng bố, nhưng tên của truy hồn kiếm quyết có khả năng phải sửa lại. Hắn sửa lại tên của truy hồn kiếm quyết thành Đoạt Mệnh Kiếm Quyết, vì sau khi có cửu U Hàn Phong trợ giúp thì tốc độ của nó còn cần để truy sát người nữa sao? Những huyền giả dưới cảnh giới linh giả, ai có thể thoát khỏi sự truy sát của nó chứ? Dĩ nhiên, quan trọng nhất là việc hắn có thể lĩnh ngộ được kiếm vực đã chính thức trở thành át chủ bài của hắn, trong khu vực của kiếm vực, hắn chính là chúa tể. Nói tóm lại, thực lực của hắn trong khoảng thời gian vừa qua đã tăng lên rất nhiều, chính xác là hắn đã lên được một bậc lớn. Đúng vậy, ban đầu hắn cũng sắp đột phá cảnh giới mới, nhưng hắn đã cố gắng ép xuống. Nếu cảnh giới tăng quá nhanh, cũng chẳng phải là chuyện tốt. Nhưng vẫn có một chuyện khiến Dương Diệp cảm thấy đáng tiếc, đó chính là hiện tại hắn vẫn còn thiếu một thanh kiếm. Ẩn kiếm rất tốt, nhưng nó đã không theo kịp thực lực của hắn, ví dụ như khi thêm U Minh Quỷ Hỏa và cửu U Hàn Phong vào kiếm cùng một lúc thì ẩn kiếm không thể chịu nổi áp lực, việc này khiến cho hắn không biết phải làm sao. Ở Nam Vực có một câu nói rằng, trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể hóa kiếm. Những lời này rất có lý, nhưng theo Dương Diệp thì đây hoàn toàn chỉ là một câu nói, nếu thực lực ngang nhau, nhưng một người dùng cây cỏ làm kiếm, một người dùng một thanh huyền kiếm thiên cấp, vậy ai hơn ai đây? Hắn tạm gác chuyện về thanh kiếm sang một bên, dù sao, muốn tìm được một thanh kiếm thích hợp với mình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tử thanh kiếm trước kia cũng không tồi, nhưng đáng tiếc là đã bị kiếm tông thu về rồi. Nhớ đến kiếm tông. Trong đầu Dương Diệp lại hiện ra một bóng người áo trắng, một người một kiếm luôn yên tĩnh và lạnh lùng. Tô Thanh Thi, lời hứa hẹn với hắn lúc trước. Sau một lúc, Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ lại chuyện cũ nữa. Bây giờ, thực lực mới là trên hết, chỉ có thực lực mới có thể làm chuyện muốn làm, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Nghĩ xong, Dương Diệp ngự kiếm bay lên, hóa thành một đường kiếm quang phóng nhanh về phía chân trời. Hắn không quay về cổ vực thành mà đi về phía vùng đất cửu U trước. Bởi vì cửu U có thể giúp hắn tăng thực lực của kiếm ý và linh hồn thể của tinh hồn. Việc hắn cần làm bây giờ và nâng cao kiếm ý giết chóc lên tầng thứ 7. Thật ra, cổ vực thành này có rất nhiều yêu nghiệt đang tập, mà với con át chủ bài trong tay bây giờ, hắn không chắc mình có thể chiến thắng được tất cả. Bởi vậy việc hắn cần làm bây giờ là tăng cường thực lực bản thân, càng lúc càng mạnh. Dương Diệp không hề biết. Ở cổ vực thành hiện tại đang rất loạn. Ma Kha không ngừng lạm sát người vô tội, hắn đã giết gần 5.000 huyền giả nhân loại, thi thể tất cả đều bị treo ở trước cửa cổ vực thành. Dương Diệp đang ở đâu? Dương Diệp vẫn không chịu xuất hiện, điều này khiến cho thành chủ và rất nhiều huyền giả nhân loại khác tỏ thái độ bất mãn, sau đó có một vài huyền giả lập thành một đội, bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp trong cổ vực thành. Vì sao bọn họ muốn tìm Dương Diệp? Đương nhiên là để Dương Diệp đi giải quyết với Ma Kha. Còn việc Dương Diệp đúng hay sai thì bọn họ sẽ chẳng quan tâm. Bọn họ chỉ cần biết là, chỉ vì Dương Diệp đã chọc cho tên Ma Kha kia tức giận. Sau đó Ma Kha nổi trận lôi đình đi lạm sát huyền giả nhân loại, khiến bọn họ cũng không thể ra khỏi thành, mà không thể ra khỏi thành thì coi như không thể tu luyện rồi. Nhưng có một số người lại không tham gia vào đội tìm kiếm, ví dụ như một số huyền giả của Nam Vực. Bởi vì bọn họ biết rất rõ Dương Diệp là người thế nào. Một khi người này nổi điên lên, hắn tuyệt đối cũng chẳng thua kém gì tên Ma Kha ngoài kia. Đi tìm Dương Diệp sao? Chẳng khác nào tự mình đi tìm cái chết. Nhưng nói ra thì bọn họ cũng có chút oán giận với Dương Diệp, vì chuyện của Dương Diệp mà những huyền giả nhân loại của Nam Vực vô tình bị cô lập ở trong thành, thậm chí còn có người nói ném huyền giả của Nam Vực xuống thành để làm Ma Kha bình tĩnh lại. Dĩ nhiên, chuyện như vậy mà không có một người có thực lực và danh vọng đi đầu thì khẳng định không thể làm được. Nói đi cũng phải nói lại,
không hiểu sao không thấy một người nào trong Tam Kiệt Trung Vực ra mặt. Hôm nay, có một gã nam tử mặc trường bào tím xuất hiện dưới cổ vực thành, khi nhìn thấy nam tử trường bào tím kia, những huyền giả trên thành lập tức lắc đầu, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối cùng châm biếm. Dám đơn độc một mình đi xuống cổ vực thành, không phải ta muốn chết sao? Dưới ánh mắt của mấy trăm tộc nhân ma tộc, nam tử trường bào tím chậm rãi đi đến cổ vực thành, hắn cứ tiếp tục tiến về phía trước cứ như thế không nhìn thấy mấy huyền giả ma tộc kia. Thấy tên nam tử kia kiêu ngạo như thế, một tên huyền giả ma tộc lập tức định ra tay, nhưng lại bị Ma Kha cản lại. Đúng lúc đó, nam tử trường bào tím đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Ma Kha nói. Đệ nhất thiên tài của ma tộc, cả Minh Thần Thương cũng hàng phục được thì đúng là không tôi, thật không làm ta thất vọng. Mong là ngươi về sau sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Nam tử trường bào tím nói xong lại cười khẽ, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía cửa cô vực thành. Hắn muốn xông thẳng vào thiên môn sao? Hơn nữa còn làm trò trước mặt ma tộc nữa chứ, hắn là ai vậy? Thật dũng cảm, trong huyền giả nhân loại của chúng ta lại xuất hiện thêm một thiên tài nữa từ khi nào vậy? Thật đúng là kiêu ngạo, nhưng cũng khiến ta nhìn mà thầy hả dạ. Nhìn đám ma tộc kia xem, chẳng ai dám ra tay cả. Hắn là thánh thần phương nào vậy? Chẳng lẽ hắn chính là vũ thần? Một tên thanh niên đứng cạnh Ma Kha nhìn nam tử trường bào tím chậm rãi tiến về phía cửa thành thì hừ lạnh một tiếng nói. Lão đại, sao chúng ta không giết chết tên đó? Hắn lại dám vênh mặt kiêu ngạo với chúng ta như thế? Vì hắn không phải là huyền giả nhân loại. Ma Kha trầm giọng nói. Nếu đã không phải nhân loại thì cũng chẳng cần phải giết, tuy ta cũng không thích tên này, nhưng không cần phải gây thù chuốc oán làm gì. Không phải là nhân loại sao? Người thanh niên ma tộc kia sửng sốt. Hắn che giấu cũng khá lắm, nếu không phải do ta có. Ma Kha nói đến đây thì dừng lại một lúc nói. Tóm lại là, trên người hắn không có mùi của nhân loại. Thôi, kệ hắn đi. Huynh đệ trong thành có điều tra ra được tin tức gì của tên Dương Diệp kia chưa? Người thanh niên ma tộc chậm rãi lắc đầu nói. Vẫn chưa, có người thấy hắn xuất hiện ở tụ bảo trai, nhưng sau khi rời khỏi tụ bảo trai thì hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Ta đã vận dụng toàn bộ lực lượng nhưng vẫn không điều tra được tin tức gì của hắn cả. Hay là hắn cũng giống như mấy tên huyền giả trên kia, sợ chúng ta nên trốn rồi. Ma Kha lắc đầu nói. Hắn là kiếm tu. Là một kiếm tu có thực lực rất mạnh, cho nên hắn sẽ không sợ chúng ta đâu. Còn lý do vì sao hắn lại không xuất hiện thì ta cũng không rõ, nhưng không cần phải quan tâm tới chuyện đó làm gì. Nếu hắn không chịu xuất hiện thì chúng ta cứ tiếp tục giết đi, giết đến khi hắn xuất hiện thì thôi. Máu của huynh đệ ma tộc ta không thể chảy xuống một cách uổng phí được, ta phải dùng máu của mấy tên huyền giả nhân loại này bù lại tới khi đủ mới thôi. Vâng. Lúc này... Nam tử mặc trường bào tím đã đi đến cửa thành, nam tử bước qua cửa thành không một chút do dự gì, một luồng sáng màu xanh lục chợt xuất hiện, đi đến trước mặt nam tử trường bào tím. Nam tử bấm ngón tay, một luồng tử khí giống như con rắn nhỏ nhanh chóng xuất hiện, va chạm vào chùm ánh sáng màu xanh lục kia. Trong nháy mắt, chúng tiêu tán trong không trung. Xoẹt! Một chùm tia sáng xanh lục lại xuất hiện. Nam tử áo tím không hề né tránh. Tay phải nắm chặt thành quyền, phía trên nắm tay hắn xuất hiện những dòng điện màu tím. Hắn hét to một tiếng và đánh một quyền vào phía trên chùm tia sáng màu lục. Một tiếng nổ vang lên trong không trung, chùm tia sáng tập tức tiêu tan. Xuất! Một chùm tia sáng màu lục lại xuất hiện, nhưng ngay khi chùm tia sáng kia vừa xuất hiện thì nam tử áo tím đã xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt chùm sáng đó. Hắn chộp tay về phía trước, một móng vuốt lớn giống như vuốt rồng xuất hiện trong không trung. Chùm sáng kia bị vuốt lớn chộp lấy rồi bóp chặt lại. Chùm tia sáng biến mất, một lão già tóc bạc xuất hiện trước mặt nam tử trường bào tím. Không ngờ cả tộc của ngươi cũng ra mặt. Lão già tóc bạc trầm giọng nói. Nam tử áo tím khẽ cười, hơi thi lễ với lão già tóc bạc, sau đó đi bộ vào trong cổ vực thành. Chùm tia sáng biến mất, một lão già tóc bạc xuất hiện trước mặt nam tử trường bào tím. Không ngờ cả tộc của ngươi cũng ra mặt. Lão già tóc bạc trầm giọng nói. Nam tử áo tím khẽ cười, hơi thi lễ với lão già tóc bạc, sau đó đi bộ vào trong cổ vực thành. Nam tử trường bào tím đó chính là Lạc Tuyết, biểu hiện cường hãn của Lạc Tuyết như một liều thuốc trợ tim của huyền giả nhân loại. Bởi vì trong mấy tháng qua,
thậm chí không có một cường giả huyền giả nhân loại có thể chống lại Ma Kha. Trước sự hung tàn của Ma Kha, bọn họ cũng chẳng thể làm được gì, nên trong khoảng thời gian này ai cũng bị ủy khuất. Bây giờ, cuối cùng cũng đã xuất hiện một cường giả. Nhưng mặc cho bọn họ mòn mỏi chờ đợi một trận chiến giữa cường giả nhân loại với Ma Kha, vị cường giả nhân loại kia chỉ thản nhiên nhìn đống thi thể chất đầy dưới chân cổ vực thành, sau đó lắc đầu nói. Nhân loại đúng là vẫn kém cỏi giống như trước kia, thật là lãng phí cho nguồn tài nguyên của một chủng tộc. Lạc Tuyết dường như cố ý để giọng nói truyền ra xa vạn dặm, để cho tất cả mọi người nghe thấy. Huyền giả nhân loại nghe xong thì sắc mặt vô cùng đặc sắc. Núi Vũ Thần, An Nam Tĩnh đứng ngạo nghễ ở trong một cung điện, trước mặt và xung quanh nàng tổng cộng có 23 bức tượng. 23 bức tượng này chính là 23 vị vũ thần trong lịch sử đại lục huyền giả từ trước đến nay. Ở trong này, mỗi một vị vũ thần đều từng là một cường giả tuyệt thế oai phong một thời trong đại lục huyền giả, trừ kiếm tông tổ sự ra thì mỗi một vị vũ thần đều là yêu nghiệt siêu cấp có lực ép các huyền giả trong cùng thời đại. Có thể những người ở đây chính là những cường giả đại biểu cho thực lực đỉnh cao nhất trong toàn bộ lịch sử đại lục huyền giả, đại biểu cho những người mạnh nhất của cùng thời đại. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là 22 bức tượng kia đại biểu cho 22 kiểu truyền thừa vũ thần. Mỗi một vũ thần đều có những độc đáo riêng biệt của riêng họ. Có thể nói, chỉ cần nhận được một truyền thừa trong số những vị ở đây thôi cũng đã đủ để xưng bá thiên hạ rồi. Dĩ nhiên, điều kiện trước nhất vẫn là người đó phải có đủ tư cách và thực lực để nhận được sự truyền thừa đó. An Nam Tĩnh nhìn từng bức tượng, cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại ở trên bức tượng vũ thần đời thứ nhất. Đúng lúc đó, từ trong bức tượng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mờ ảo của một người trung niên. Người trung niên đó mặc một bộ quần áo màu trắng, gương mặt rất bình thường, chỉ có đôi mắt của hắn giống như trời sao vô tận, vừa thâm thúy lại sâu thẳm, sâu đến mức người khác không thể lường được, nó cho người ta một cảm giác thần bí vô cùng. Người trung niên nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nở nụ cười ôn hòa nói. Nữ hài, ngay khi ngươi đến chân núi vũ thần này, ta đã bắt đầu để ý ngươi rồi, ngươi rất khá. Ánh mắt của ngươi dừng lại trên bức tượng của ta. Ngươi muốn chọn truyền thừa của ta sao? An Nam Tĩnh nhìn thẳng người trung niên nói. Mục đích của ta đến đây không phải là nhận truyền thừa của vũ thần, ta đến đây muốn nói với người một câu. Vậy sao? Người trung niên càng cười tươi, nói. Thật thú vị, ngươi làm ta rất bất ngờ đấy, ta chờ nghe ngươi nói đây. An Nam Tĩnh nói. Truyền thừa, nó cơ bản là nhận một thứ gì đó từ một người khác, chứ không phải của chính mình. An Nam Tĩnh, ta không cần một thứ gì đó từ người khác. Ta đến đây chỉ muốn nói với người câu này, ta sẽ tự mình chứng minh danh tiếng vũ thần bằng chính thực lực của mình, ta sẽ trở thành người mạnh nhất trong tinh không này. An Nam Tĩnh nói xong, xoay người đi ra khỏi cung điện, nàng đi không một chút do dự gì. Khi An Nam Tĩnh sắp ra khỏi cửa đại điện thì người trung niên đột nhiên lên tiếng nói. Nhà đầu, mục tiêu của ngươi là trở thành người mạnh nhất của tinh không này sao? An Nam Tử nghe xong thì dừng bước, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người trung niên, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. Người trung niên cười nói. Con đường võ đạo dài vô tận, ngươi và rất nhiều thiên tài tới đây đều có mục tiêu riêng, nhưng thật ra bản thân chính là một loại rào cản trên phương diện tư tưởng. Nếu tư tưởng bị xiềng xích thì tâm của ngươi cũng bị xiềng xích, ngươi đã hiểu chưa? Sau khi An Nam Tĩnh im lặng suy nghĩ một lúc thì thi lễ với người trung niên rồi nói. Ta đã hiểu, từ giờ phút này trở đi, An Nam Tĩnh ta sẽ không còn mục tiêu nữa, con đường võ đạo dài bao nhiêu, ta sẽ bước đi bấy nhiêu, nếu con đường đó có điểm cuối, vậy ta sẽ mở ra một con đường mới, cho đến cuối đời. Tuông mắt của người trung niên hai ộ ra chút tán dương, sau đó nói. Ngươi thật sự không tệ, mới từng ấy tuổi đã có được trái tim của một cường giả, còn hiểu ra được 6 loại ý cảnh, thật sự hiếm có. Khi người có thể trộn lẫn 6 loại ý cảnh này cùng một chỗ, biến chúng thành một loại ý cảnh hoàn toàn thuộc về ngươi, vậy ngươi đã giỏi hơn ta năm đó rất nhiều rồi. Trương suốt mấy vạn năm qua, chỉ có thiên phú của Tiêu Giao Tử năm đó mới có thể so sánh được với người. An Nam Tĩnh cúi đầu, thản nhiên chấp nhận phời khen từ đối phương, sau đó nói. Tiền bối cũng biết tổ sư của kiếm tông sao? Dĩ nhiên là biết. Người trung niên gật đầu nói. Năm đó, hắn cũng đã từng đến núi Vũ Thần này, lúc đó ta nghĩ hắn đến là để nhận truyền thừa chính thống từ ta, nhưng không, hắn đến là để khiêu chiến với ta. Khiêu chiến với người.
Người trung niên cười nói. Hắn rất giống người, khinh thường những con đường mà người khác đã từng đi, hắn cũng không có khát vọng đạt được thực lực và kinh nghiệm giống như những người đi trước, thứ hắn muốn chính là con đường của riêng hắn. Hắn đến khiêu chiến với ta chỉ là muốn mượn ta để hoàn thiện kiếm kỹ của hắn, về sau thì ngươi cũng biết rồi đấy. An Nam Tĩnh im lặng một lúc lại nói. Tiền bối, cả tổ sư của kiếm tông và người đều có thực lực thông thiên, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, các người đã chết chưa? Nụ cười trên gương mặt của người trung niên dần dần biến mất, ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm. Trên đời, có ai mà không chết? Giọng nói của người trung niên yếu ớt, mang theo một chút tiếc nuối, một chút không cam lòng, cũng có một chút tức giận. Sau một lúc, người trung niên mới nhìn An Nam Tĩnh, sau đó nói. Nơi này có tổng cộng 23 loại truyền thừa của vũ thần, người xem thường năng lực của người khác, ta có thể hiểu được điều đó, nhưng từ việc hấp thụ tinh hoa của 23 loại vũ thần, người cũng có thể tạo ra một loại vũ khí mới, người cũng có thể thông qua ý thức chiến đấu của họ để dần dần hoàn thiện lấy chính mình. Cái người ta gọi là truyền thừa, không phải là lấy năng lực từ trên người của chúng ta, mà là từ những thứ mà chúng ta, người sẽ đạt được những gì. Người đã hiểu chưa? Tiền bối là muốn nói, ta nhận truyền thừa từ 23 loại vũ thần. An Nam Tĩnh cảm thấy không hiểu nổi, hỏi. Phải biết rằng, trong lịch sử của đại lục huyền giả này, chưa từng có một ai nhận truyền thừa của cả 23 vũ thần cả. Người trung niên gật đầu nói. Vì tương lai của ngươi, sẽ chẳng còn cái gì gọi là nhận truyền thừa từ vũ thần nữa, có thể nhận truyền thừa nhiều hay ít thì phải xem vào vận mệnh tạo hóa của chính ngươi. Người trung niên vừa dứt câu thì trong sân xuất hiện thêm 22 bóng người nữa. Tại vùng đất Cửu U, mỗi ngày Dương Diệp đều điên cuồng săn bắt linh hồn thể, sau đó tiêu hao, rồi lại săn bắt. Sau vài ngày, hắn cảm nhận kiếm ý giết chóc của mình đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần một chút nữa là hắn có thể tăng lên được kiếm ý giết chóc tầng 7. Sau khi cắn nuốt một linh hồn thể, Dương Diệp chuẩn bị đi tìm một linh hồn thể khác, nhưng đúng lúc đó lại có một bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị phía sau Dương Diệp. Bóng đen thi lễ với Dương Diệp rồi nói. Kiếm chủ, cuối cùng cũng tìm được người. Dương Diệp xoay người lại nhìn, hắn nhận ra người này tên là Lục Hiên, thực lực cũng ngang ngửa Lãnh Quân và Lãnh Ngân, hắn đã phái người này đi thăm dò tin tức của các yêu nghiệt ở cổ vực thành. Có chuyện gì? Dương Diệp nói. Lục Hiên cúi đầu nói. Kiếm chủ, trong suốt thời gian người tu luyện, ở cổ vực thành đã xảy ra chuyện. Sau đó, Lục Hiên chậm rãi thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở cổ vực thành cùng với Ma Kha. Sau một lúc lâu, Dương Diệp gật đầu nói. Được, ta đã biết rồi, ngươi về đi. Lục Hiên nghe xong thì sửng sốt, sau đó nói. Kiếm chủ không định cho tên Ma Kha kiêu ngạo kia một bài học hay sao? Lục Hiên ta tất nhiên không có ý chỉ trích gì kiếm chủ, nhưng Ma Kha và đám người ma tộc thật sự rất quá quát, chúng còn tuyên bố phải truy sát kiếm chủ, cho nên... Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không về không phải vì sợ tên Ma Kha kia, ta cảm thấy việc này không quan trọng, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi để đi giải quyết chuyện này. Còn những huyền giả nhân loại bị giết kia, ta vốn chẳng có liên quan gì với bọn họ, thực lực yếu bị giết thì dáng chịu thôi, sao trách ta được. Còn về những huyền giả kia, ta càng không quan tâm, kẻ nào dám nhạo báng ta, đừng nói là Ma Kha, bản thân ta cũng sẽ đi giết bọn họ. Trong lòng Lục Hiên thấy ớn lạnh, bây giờ hắn đã nhớ ra vị kiếm chủ trước mặt này là người thế nào rồi, đó là một người giết người không chớp mắt. Lúc trước, khi ba thành viên của ngũ sát nói ra những lời khiến vị kiếm chủ này nghe không hợp tai, người này đã không ngần ngại mà ra tay giết chết bọn họ. Lục Hiên lắc đầu, sau đó tại thị lễ với Dương Diệp và do dự nói. Kiếm chủ, tên Ma Kha đã bắt đầu điều tra một số huyền giả nam vực cùng tham gia với người. Sau đó hắn và mấy tên của ma tộc giết chết những người này. Hắn đã sử dụng lực lượng của hắn trong cố vực thành, bắt đầu ra tay với những huyền giả của Nam vực, dù hắn không có biện pháp ra tay giết người trong thành, nhưng muốn gây khó dễ cho những huyền giả Nam vực này thì vẫn rất dễ dàng. Dương Diệp nghe xong nhíu mày, sau đó nói. Triệu tập tất cả huynh đệ, trở về cổ vực thành. Hắn không thèm để ý đến sống chết của mấy tên huyền giả kia. Nhưng đối với sống chết của những huyền giả nam vực đã cùng hắn truy sát người của ma tộc lúc trước, hắn không thể không để ý. Dù sao thì những người đó đã đi với hắn cùng chung hoạn nạn, hắn cũng đã hứa hẹn sẽ dẫn theo bọn họ xông vào tiềm lực tháp. Tuy hắn không phải là quân tử, nhưng hắn phải có trách nhiệm với những lời đã nói ra.
Hắn không sợ Ma Kha, nhưng cũng sẽ không xem thường Ma Kha và những huyền giả của ma tộc, bởi vậy lần này hắn sẽ sử dụng những thủ hạ trong nhóm sát thủ. Đương nhiên, nếu chưa đến thời điểm bất đắc dĩ thì hắn sẽ không ra mặt, dù sao đây cũng là một trong những con át chủ bài của hắn. Sở dĩ hắn cho những thủ hạ này ra mặt vì để phòng ngừa nếu có chuyện chẳng may xảy ra. Lục Hiên nghe Dương Diệp nói xong lại lập tức kích động, hắn đã sớm không ưa gì đám người Ma Kha và ma tộc, nhưng vì Dương Diệp chưa ra lệnh nên hắn mới không ra tay mà thôi. Nếu không hắn đã bắt đầu ám sát mấy tên huyền giả của ma tộc kia rồi. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa, có thể tha hồ giết mấy tên huyền giả ma tộc đó. Dưới cổ vực thành, mười mấy huyền giả nam vực bị đám người ma tộc áp giải đến trước cửa thành. Mấy huyền giả nam vực này chính là những huyền giả đã theo Dương Diệp giết huyền giả của ma tộc. Bọn họ vốn ở trong cổ vực thành, nhưng đáng tiếc, Ma Kha vì muốn đưa bọn họ ra khỏi thành nên đã xông vào thiên môn, khi Ma Kha bước vào thành thì nhanh chóng nhận được rất nhiều đặc quyền. Một trong những đặc quyền đó là hắn có thể trục xuất những huyền giả kia dưới địa môn ra khỏi thành. Bất hạnh thay, những huyền giả nam vực này lại phù hợp với đặc quyền đó. Lúc này đây, Ma Kha không nói nhiều. Giết. Đúng lúc đó, một đạo kiếm quang màu tím lóe lên phía chân trời, một bóng người lập tức xuất hiện trước cửa cổ vực thành. Nghe nói, người đang tìm ta. Dương Diệp cầm huyền kiếm trong tay thản nhiên nhìn Ma Kha với vẻ mặt hờ hững. Mọi người trên tường thành nhìn thấy Dương Diệp đều xôn xao, rõ ràng bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám xuất hiện, hơn nữa còn chỉ đi có một mình. Theo bọn họ nghĩ, Dương Diệp chắc phải làm con rùa đen rút đầu cả đời. Dù sao một người như Dương Diệp cũng không thể đấu lại Ma Kha cùng với huyền giả ma tộc mạnh mẽ như vậy. Chỉ là mọi người không nghĩ tới Dương Diệp lại lựa chọn xuất hiện. Khi nhìn thấy Dương Diệp tới, trong mắt của mười mấy huyền giả nam vực đang bị đám người ma tộc khống chế lập tức hiện ra sự cảm động cùng kích động, rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ xuất hiện vì bọn họ. Ma Kha nhìn thấy Dương Diệp, mắt hắn híp lại, sát ý trong mắt gần như đã biến thành thực chất. Từ trong cơ thể không ngừng có từng luồng ma khí phóng ra. Vào lúc hắn chuẩn bị ra tay, mười bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị bên cạnh những giả ma tộc đang khống chế huyền giả nam vực, sau đó mười mấy tia máu tươi văng lên tung tóe. Tốc độ của mười bóng đen cực nhanh, trong nháy mắt đã cắt đứt cổ của mười mấy huyền giả ma tộc, sau khi giải cứu cho huyền giả nam vực, thân hình của mười bóng đen này khẽ run lên, sau đó đồng thời biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Những huyền giả nam vực cũng không ngu ngốc, bọn họ lập tức chạy tới phía sau Dương Diệp, sau đó lấy ra huyền bảo của mình và nhìn đám người ma tộc với vẻ căm tức. Huynh đệ ma tộc của mình lại bị người ám sát ở trước mặt mình. Khiến Ma Kha hoàn toàn tức giận, hắn gầm lên phẫn nộ, minh thần thương mang theo luồng ma khí bắn nhanh về phía Dương Diệp, đồng thời thân hình thoáng động theo sát phía sau minh thần thương. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt chợt lóe lên một tia ngoan độc, cổ tay hắn thoáng động. Huyền kiếm lập tức mang theo từng kiếm ảnh từ trên xuống dưới chém mạnh vào minh thần thương. Bang! Huyền kiếm cùng minh thần thương vừa mới tiếp xúc, kiếm trong tay Dương Diệp lại ầm ầm vỡ nát thành nhiều đoạn. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới minh thần thương này lại khủng khiếp như vậy. Đúng lúc này Ma Kha đã đi tới phía sau minh thần thương. Hắn giơ tay ra nắm chặt minh thần thương, sau đó xoay tròn minh thần thương và đâm thẳng vào ngực Dương Cương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường. Đầu ngón chân khẽ xoay chuyển và nghiêng người tránh thoát một đòn này của minh thần thương, sau đó chân hắn dẫm mạnh xuống đất, thân thể bắn ra, lập tức đi tới trước mặt Ma Kha. Hắn hét to một tiếng, quyền phải mang theo tiếng gió xé rách không khí đánh NABGH về phía ngực Ma Kha. Thấy Dương Diệp đã xông tới trước mặt, đồng thời còn dùng nắm đấm đánh tới, trong mắt Ma Kha lóe lên vẻ xem thường. Ở trước mặt hắn mà sử dụng lực lượng thân thể, thật đúng là không biết lượng sức. Tay trái hắn nắm chặt thành quyền, sau đó không chút do dự đánh vào nắm đấm của Dương Diệp. Bịch! Hai nắm đấm va chạm vào nhau và phát ra một tiếng động nặng nề. Khi vừa mới tiếp xúc với nắm đấm của Dương Diệp, Ma Kha đã lập tức nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện ra lực lượng của Dương Diệp lại mạnh mẽ đến mức khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Lực lượng cường đại đẩy hai người tách ra, nhưng trong phút chốc, thân hình hai người lại chợt xông tới. Lần này, Ma Kha cũng không sử dụng minh thần thương nữa, mà bắt đầu dùng nắm đấm. Một quyền đánh ra này rất đơn giản lại trực tiếp cùng lực lượng lại kinh người, nắm đấm của hắn đi qua nơi nào, không gian nơi ấy đều phải rung chuyển. Không có bất kỳ hoa chiêu gì, đây là lực lượng thuần túy nhất.
Dương Diệp cũng không lựa chọn né tránh, huyền khí màu tím phun mạnh ra ngoài, ánh sáng màu tím trên nắm đấm ẩn hiện, quyền phải được thu lại phía sau, trong chớp mắt yên tĩnh sau đó chợt đánh ra, va chạm cùng nắm đấm của Ma Kha. Bịch! Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một luồng năng lượng khủng khiếp từ chỗ hai nắm đấm chợt khuếch tán ra, dưới luồng năng lượng này, hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Ma Kha lùi về phía sau 12 bước, Dương Diệp lùi về phía sau 13 bước. Đám người ma tộc nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều ngây người. Bởi vì bọn họ không ngờ được lại có huyền giả nhân loại có thể có lực lượng thân thể không phân cao thấp với Ma Kha, phải biết rằng cho dù thân là ứng long của long tộc cũng không có được lực lượng thân thể mạnh mẽ giống như Ma Kha đâu. Trên cổ vực thành, các huyền giả nam vực im lặng không nói nhìn Dương Diệp, trong mắt mọi người cũng đầy vẻ chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, trước đây lúc Ma Kha giao đấu cùng Dương Diệp, phần lớn người trong số bọn họ quả thật đã tận mắt nhìn thấy, khi đó lực lượng thân thể của Dương Diệp còn lâu mới bằng được Ma Kha. Nhưng chỉ mấy tháng không gặp, Dương Diệp tự nhiên lại thay đổi kinh khủng như vậy sao? Rất nhiều người nghĩ đến mình đã từng có lúc muốn đi bắt Dương Diệp, thân thể lập tức không kìm chế được lại run rẩy. Đùa à, đi bắt Dương Diệp thì có khác nào đi chịu chết chứ? Ngươi đã tu luyện thành công thiên ma thần thể kia rồi. Ma Kha nhìn Dương Diệp, nói. Điều này khiến cho ta rất bất ngờ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi lại có thể tu luyện nó đến trình độ này. Tuy nhiên, ngươi vẫn phải chết, kẻ giết người của ma tộc ta thì phải chết. Hắn vừa dứt lời, từng luồng ma khí từ trong cơ thể của Ma Kha đầy áp vọt ra ngoài. Từng luồng ma khí không ngừng tràn ra, cuối cùng ở trên đầu Ma Kha hình thành một con chó lớn màu đen, con chó lớn cao chừng 10 trượng, chiều rộng 7-8 trượng. Hai mắt lớn bóng loảng cỡ bằng nắm đấm chấp hiện khiến người sợ hãi, hai móng vuốt hiện lên hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta khiếp sợ tới cực độ. Quan trọng nhất là từng tia ma khí màu đen quấn quanh toàn thân của con chó lớn, những ma khí này giống như vật còn sống, không ngừng quấn vòng quanh ở trên thân của con chó lớn, vô cùng quỷ dị. Là ma sủng của lão đại. Nhìn thấy con chó lớn này, có huyền giả ma tộc thất thanh nói. Ở ma vực, ngoại trừ huyền giả ma tộc sinh sống ra, còn tồn tại một loại sinh vật huyền thú tương tự, loại sinh vật này được gọi là ma thú, so sánh với huyền thú, ma thú càng kinh khủng hơn. Bởi vì bọn chúng cực kỳ tàn nhẫn, vì sinh tồn bọn chúng có thể giết tộc nhân của mình, thậm chí ăn cả người thân của mình. Hơn nữa, trong thế giới ma thú, quan niệm người mạnh là vua này càng thêm mạnh mẽ. Nếu hoàn toàn không có thực lực, vậy thì tuyệt đối chỉ có thể bị kẻ khác ăn. Ma thú lớn lên trong hoàn cảnh này đều có thực lực và mức độ tàn nhẫn mà người bình thường căn bản không có cách nào tưởng tượng được. Sau khi con ma thú này xuất hiện, chúng lại liếc mắt nhìn Ma Kha, khi nhìn thấy Ma Kha, trong con ngươi cực lớn của chúng lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhìn sang Dương Diệp, khi nhìn thấy Dương Diệp, kiêng kỵ trong con ngươi kia lập tức biến thành vẻ khát máu, tham lam, nóng như lửa. Ma thú ngửa đầu hét lên một tiếng đầy vẻ giận dữ và phóng người nhảy lên một cái, chúng giống như một ngọn núi hung hăng ép xuống Dương Diệp. Nhìn con ma thú lớn kia từ trên ép xuống che khuất tầm mắt của hắn, hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay thoáng động, một thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn nắm kiếm trong tay và rót huyền khí trong cơ thể vào trong trường kiếm. Lúc này con chó lớn cách hắn không được một trượng, chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp một cái. Sau đó mượn lực đẩy của mặt đất mang theo một đường kiếm quang phóng lên cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.